Comment xuống nha. Ôi giời, chị Kim Anh không xem, không không học rồi, hôm qua không học rồi. Rồi thì rất may cho chị đấy là hôm nay thì Huy sẽ đi lại hết tất cả các cái bước của cái ngày hôm qua với cái chi tiết hơn rất là nhiều. Rồi, tuyệt vời quá, Lan Phương. Rồi. Rồi, tuyệt vời quá. Rồi. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng cái thành phần của một cái câu chuyện, đó là 7 gì ạ? 7 thành phần. Đấy, tạo ra một câu chuyện hấp dẫn. Được chưa ạ? 7 thành phần tạo ra một câu chuyện hấp dẫn. Hôm trước chúng ta đã xem rồi nhưng mà nó chưa có kỹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi kỹ hơn. Đấy, bước 1 này. Bước 1 này, đó là gì ạ? Giới thiệu. Giới thiệu bối cảnh. Đó. Khi mà chúng ta bắt đầu bất kỳ một cái câu chuyện nào ấy thì bao giờ chúng ta cũng thế. Đó là gì ạ? Ví dụ như là chuyện cổ tích thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Ngày xưa, ngày xưa ở một vương quốc nọ, đúng không ạ? Bối cảnh ở đây thì bao gồm có gì ạ? Có thời gian và không gian. Bối cảnh thì sẽ bao gồm là gì ạ? Thời gian và không gian. Đấy. Có một số cái câu chuyện ấy là mình bỏ qua cái phần này cũng không sao. Nếu như mà bối cảnh đó chúng ta giới thiệu ở phần sau, phần bên trong đấy, thì không sao nhé. Nhưng về cơ bản, khi mà chúng ta tạo ra một câu chuyện thì cái việc mà chúng ta tạo ra một cái bối cảnh là rất là quan trọng. Được chưa ạ? Ví dụ như là những cái phim về viễn tưởng nhá, thì nó sẽ có lấy bối cảnh về tương lai đấy. Những cái phim về zombie chẳng hạn, lấy bối cảnh là sau khi mà đại dịch đã phát triển đó, ví dụ thế. Thì chúng ta cứ để ý mà xem tất cả các cái phim hoặc là các cái câu chuyện thì nó bao giờ cũng thế, nó sẽ bắt đầu giới thiệu từ cái việc bối cảnh không thời gian. Ok không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến bước số 2. Bước 2 hay là thành phần số 2 thì đều được anh chị em nhé. Bước 2 hoặc thành phần số 2 thì đều được. Và khi này thì bắt đầu chúng ta thấy là gì ạ? Ngày xưa ở một vương quốc nọ có một nàng bạch tuyết, da trắng như tuyết, đấy, tóc đen như gỗi mun, môi đỏ như máu. Đấy, ví dụ thì lúc đó là sao ạ? Giới thiệu về gì ạ? Giới thiệu nhân vật chính. Nhân vật chính. Dạ. Bước 2 là chúng ta sẽ giới thiệu các cái lớp nhân vật chính. Thế nếu mà chúng ta vẽ truyện tranh ấy thì chúng ta cũng cần phải gì ạ? Vẽ cho chúng ta các cái nhân vật chính, những cái tư thế, những cái cảm xúc của nhân vật chính, được chưa ạ? Và nhân vật chính này sẽ là cái người mà xuyên suốt cả cái cuốn truyện của mình. Cái nhân vật chính sẽ là cái người xuyên suốt cả cái bộ phim của mình, được chưa ạ? Đấy. Rồi. Bước 3. Đấy, bước 3. Bước 3 đó là chúng ta giới thiệu gì ạ? Giới thiệu lớp nhân vật phụ. Nhân vật phụ. Đấy, hay là hỗ trợ. Được chưa ạ? Đấy, tạo sự gì ạ? Tạo sự hài hước. Đấy. Tạo ra gì ạ? Những nút thắt. Cái nhân vật phụ này ấy, thì có thể là những cái người mà tạo ra sự hài hước. Anh chị em để ý, nếu mà mình xem phim Hàn Quốc ấy thì bao giờ cũng thế, ngoài nhân vật chính ra thì có những nhân vật phụ nó rất là ngô nghê, nó rất là hài hước, nó rất là ngốc nghếch, hoặc là có những cái nhân vật phụ hỗ trợ cho nhân vật chính. Nhưng cũng có nhân vật phụ đấy là gì ạ? Là không hỗ trợ. Nhưng về cơ bản đấy là những nhân vật phụ, được chưa ạ? Rồi đến bước 4. Bước 4 đó là gì ạ? Giới thiệu nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện ở đây đó là gì ạ? Đó là những cái con quái vật này, những cái nhân vật mà khiến cho
nhân vật chính là gọi là cần phải đối mặt, cần phải vượt qua, đúng chưa ạ? Ví dụ như là ở trong câu chuyện về Bạch Tuyết chẳng hạn, thì chúng ta có nhân vật phụ là bà mẹ kế, bà phù thủy, đúng chưa ạ? Đấy, nhân vật phụ đó là gì ạ? Đó là bảy chú lùn, đúng chưa ạ? Đó. Thế còn trong câu chuyện là cô bé Nọ Lem thì sao ạ? Thì nhân vật phản diện ở đây là bà mẹ cộng với cả gì ạ? Cộng với cả hai cô con gái của bà mẹ. Đấy. Thì Nọ Lem sẽ phải đối diện với những cái nhân vật chính này, nhân vật phản diện này. Và có một cái điều này, nhân vật phản diện này thì càng độc ác, càng nguy hiểm, càng nhiều quyền năng thì làm sao ạ? Thì câu chuyện càng hấp dẫn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nhân vật chính phải vượt qua cái nhân vật phản diện này. Ví dụ như là trong câu chuyện về Thạch Sanh chẳng hạn, thì nhân vật phản diện ở đây có thể là một con quái vật, đúng không ạ? Một con rồng. Đấy. Hoặc là trong cái game Mario chẳng hạn, thì là gì ạ? Là người anh hùng của chúng ta phải vượt qua vô cùng nhiều khó khăn này, vượt qua cái nhân vật phản diện này để mà gì ạ? Để đi cứu công chúa. Đấy, kiểu vậy. Đó. Thì nhân vật phản diện này có thể là một người khác, nhưng cũng có thể là chính bản thân nhân vật chính. Tức là gì ạ? Nhân vật chính sẽ phải gì ạ? Phải đối mặt, sẽ phải vượt qua cái gì ạ? Cái tính cách cũng như là những cái thói quen xấu của mình, và sau đó thì phải chiến thắng được cái thói quen xấu của mình để tạo ra một thói quen tốt. Thì nói ví dụ như này, đó là chúng ta sợ hãi khi mà chúng ta không dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình. Khi chúng ta định làm cái điều gì đó mà chúng ta không dám làm, đấy chứ ạ? Thì nhân vật phản diện ở đây chính là bản thân mình, ok không ạ? Và sau khi mà chúng ta có một cái gì ạ, bí kíp, hoặc là chúng ta có một bài học nào đó và chúng ta gì ạ, vượt qua cái vùng an toàn của mình, và sau đó chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là sung sướng, thì đó chính là gì ạ? Chính là cái việc chiến thắng bản thân mình, đúng không ạ? Cho nên rất nhiều câu chuyện mà chúng ta thường sử dụng nhân vật phản diện, nó là chính bản thân mình. Đấy là những câu chuyện liên quan đến cái việc mà đấu tranh nội tâm, đấy ạ. Nha. Rồi, cái tiếp theo nữa, đấy là cái bước 5. Bước 5, đó là gì ạ? Là những cái trận đánh, Đấy. Những cái trận đánh, ví dụ như này, trận đánh ở đây ấy, nó có thể, ví dụ như là phim, ví dụ như câu chuyện về cô bé Nọ Lem đi, thì những trận đánh ở đây có thể là những cái khó khăn, đúng chưa ạ? Những cái khó khăn mà nhân vật chính đã phải vượt qua, đấy. Những khó khăn, đúng chưa ạ? Khó khăn, vấn đề, đấy, đúng chưa ạ? Nút thắt. Đó, mà nhân vật chính phải trải qua. Ví dụ như là việc phải gì ạ? Phải vượt qua cái khó khăn về mụ phù thủy chẳng hạn. Mụ phù thủy là cho quả táo độc cho Bạch Tuyết chẳng hạn, hoặc là cho cái lược cho Bạch Tuyết chẳng hạn. Đó, thì đây là những cái khó khăn, những cái vấn đề, những cái nút thắt mà nhân vật phản diện đem lại, được chưa ạ? Và trong một câu chuyện, nếu như mà chúng ta có nhiều nút thắt thì chúng ta sẽ có một câu chuyện dài. Nếu một câu chuyện chỉ có một nút thắt thôi thì chúng ta có câu chuyện ngắn, được không ạ? Và câu chuyện càng nhiều nút thắt thì nó càng hấp dẫn và nó càng dài. Một cái cuốn phim, một cái bộ truyện thì nó sẽ có rất nhiều nút thắt, rất nhiều vấn đề khác nhau. Và nhân vật chính phải vượt qua các cái vấn đề, các nút thắt này dựa trên chính bản thân mình hoặc dựa trên những sự hỗ trợ của những nhân vật khác. Ví dụ như là cô bé Nọ Lem khi mà không được đi dự tiệc thì đã có một bà tiên xuất hiện và biến ra một bộ váy rất là xinh đẹp với một đôi giày thủy tinh. Đó, ví dụ thế. Thì đấy là nhân vật hỗ trợ sẽ giúp cho mình vượt qua những khó khăn, vượt qua những vấn đề, vượt qua những nút thắt này. Được chưa ạ? Và bước số 5 và bước số 6. Bước số 6 đó là gì ạ? Đó là cái việc mà giải pháp hay là gì ạ? Hay là gọi là sự
bài học hay là cái hỗ trợ, cái sự hỗ trợ, sự hỗ trợ hay là cái gì ạ, cái cách làm đấy, hay là bí kíp, bí kíp đấy, hay là sự nỗ lực, nỗ lực đấy, có thể là một cái gì ạ, một cái một cái cuốn sách, một cái thanh gươm, hay là một cái sự hỗ trợ nào đó đã giúp cho mình gì ạ, vượt qua đấy, giúp cho nhân vật chính vượt qua nhân vật phản diện, vượt qua hay là chiến thắng, đấy ạ, vượt qua hay là gì ạ, chiến thắng. À, đây chính là mấu chốt của cái gì ạ, của cái bài học. Ví dụ như này, khi mà Huy kể một câu chuyện, Huy kể một câu chuyện về cái việc mà mình đã chiến thắng cái nỗi sợ hãi của mình, thì khi mà mình muốn làm cái điều gì đó thì mình thường sợ rằng mình không biết mình có thành công hay không, không biết mình có liệu thất bại hay không, nếu mà thất bại thì rất nhiều người sẽ ảnh hưởng này thế kia đó. Tuy nhiên, nhờ vào một cái khóa học, nhờ vào một cuốn sách, mà khi mà Huy đọc cuốn sách đó thì Huy đã gì ạ, Huy đã thấy tự tin hơn rất là nhiều, và nhờ cái cuốn sách đó mà Huy đã gì ạ, Huy đã thành công hơn. Mẹ có đồng ý không? Đó, thì cái giải pháp, cái sự hỗ trợ, cái cách làm, bí kíp hay là gì ạ, hay là cái chiến lược, được không ạ? Đấy, nỗ lực hay là chiến lược, đấy, cái cách để mà giúp cho nhân vật chính vượt qua là gì? Đó, thì cái này chính là cái mà chúng ta cần nhấn mạnh. Ví dụ như là mình muốn viết một câu chuyện giới thiệu về cái sản phẩm mà mình đang kinh doanh chẳng hạn. Ví dụ như một cái sản phẩm về làm đẹp đi, được chưa ạ? Bối cảnh đó là gì ạ? Là thành phố hiện đại với rất nhiều những cái công việc mà một người phụ nữ cần phải đảm nhiệm, được chưa ạ? Trong đó nhân vật chính là một người phụ nữ, lấy bản thân mình là phụ nữ đi, được chưa? Lấy bản thân mình là nhân vật chính đi, được chưa? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nói rằng là gì ạ? À, nhân vật chính này phải làm việc rất là vất vả này, để mà nuôi sống gia đình này, để mà chăm sóc con cái này, và không có thời gian để mà chăm sóc cho bản thân mình, không có thời gian để mà gì ạ? Để mà trở nên xinh đẹp, được chưa? Rồi cái trận đánh và khó khăn, cái vấn đề đó là họ không có thời gian. Và giải pháp ở đây đó là gì ạ? À, nhờ vào cái sản phẩm ABC, XYZ gì đó của chúng ta, được chưa? Và họ đã có thể trở nên xinh đẹp, được chưa? Họ đã có thể trở nên gì ạ? À, thành công hơn, họ đã trở nên là gì ạ? À, thay đổi hơn, đấy, nhờ cái sản phẩm này. Và họ đã gì ạ? Đã ví dụ như là sản phẩm chăm sóc da mặt đi, đúng không ạ? Họ đã là có một cái làn da tuyệt vời, hoặc chăm sóc tóc đi, được chưa? Thì đây là cái cách để mà chúng ta làm một cái câu chuyện để bán một cái sản phẩm nào đó, được chưa? Thì cái giải pháp này chính là cái thứ mà chúng ta cần bán. Đấy, may quá, thôi đấy, mình gặp được cái sản phẩm này, hoặc gặp cái người chị ở hàng xóm, chị chia sẻ cho cái cách này, nhờ cách này mà bây giờ mình đã gì ạ? Mình đã có thể có một cái làn da tuyệt vời. Đó, thế thì cái cách đấy chính là cái thứ mà chúng ta muốn nhấn vào, được chưa ạ? Rồi, đến bước số 7. Bước số 7. Bước 7 hay là thành phần số 7. Bước 7. Đó là gì ạ? Bài học hay là kinh nghiệm. Đấy, hay là những cái trải nghiệm. Trải nghiệm rút ra. Rút ra sau khi mà gì ạ? Sau khi mà chiến thắng. Đấy. Sau khi mà nhân vật chính chiến thắng nhân vật phụ, sau khi trận đánh kết thúc, thì chúng ta sẽ rút ra một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm gì đó mang tính chất là nhân văn, hoặc là mang tính chất là giáo dục, hoặc mang tính chất là gì ạ, quảng cáo. Ví dụ như là bài học rút ra ở đây đó là gì ạ,
Muốn xinh đẹp thì phải gì ạ? Phải sử dụng sản phẩm ABC, ok không ạ? Đấy, thì đấy là cái bài học, cái kinh nghiệm rút ra sau khi mà chúng ta gì ạ? Có một câu chuyện. Đấy. Và để câu chuyện này càng hấp dẫn ấy, thì có mấy cái lưu ý như sau. Thứ nhất, đó là nhân vật phản diện càng khó khăn, càng kinh khủng đấy, thì câu chuyện càng hay, đúng không ạ? Những trận đánh này, không phải một trận đánh, đừng để một trận đánh, hãy làm nhiều trận đánh, nhiều nút thắt, càng nhiều nút thắt thì nó càng kịch tính, đúng không ạ? Càng nhiều nút thắt thì câu chuyện càng hay, đúng không ạ? Và mỗi một câu chuyện chúng ta không nên để một nút thắt, trừ phi đấy là câu chuyện ngắn hoặc rất ngắn thì cần một nút thắt là được. Còn những câu chuyện mà dài thì chúng ta phải để vào đấy nhiều nút thắt, nhiều vấn đề, nhiều khó khăn, nhiều trận đánh thì câu chuyện nó sẽ rất là hấp dẫn. Ok không ạ? Rồi. Thì đây là Huy vừa mới chia sẻ lại với anh chị em 7 thành phần tạo ra câu chuyện hấp dẫn, nó chi tiết hơn so với cả cái buổi hôm qua. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em về cách để mà có thể sử dụng 7 cái bước này để đưa vào trong gì ạ? Chat GPT. Đấy, 7 cái khi mà chúng ta sử dụng chat GPT chẳng hạn thì chúng ta cũng phải biết rằng là chúng ta cần cái gì thì chat GPT hay là bất kể một con AI nào mới có thể viết cho chúng ta được. Ok không ạ? Thì có hai cách như này. Cái cách thứ nhất đấy là chúng ta sử dụng chat GPT thì Huy cũng có hướng dẫn rồi. Được chưa ạ? Ở đây là các cái bước để vẽ truyện tranh. Khi mà chúng ta lên ý tưởng với chat GPT thì ở đây thì Huy có một số cái gì ạ? Một số cái gợi ý, được chưa ạ? Một số cái gợi ý về mặt câu lệnh nha, một số gợi ý câu lệnh nha, được chưa ạ? Ví dụ khi mà mình muốn vẽ truyện tranh cho trẻ em đi, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy yêu cầu chat GPT đó là gợi ý cho tôi 10 tác giả viết truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng thế giới với văn phong hài hước ly kỳ hấp dẫn có giá trị nhân văn cao, được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần mà chat GPT, được chưa? Chúng ta sẽ copy cái này dán vào đây, được chưa? Thì chat GPT sẽ ngay lập tức cho chúng ta 10 tác giả truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng thế giới được đánh giá cao về văn phong hài hước ly kỳ hấp dẫn có giá trị nhân văn và giáo dục, được chưa? Đây là một số cái tác giả, đây là một số tác giả để mà chúng ta lựa chọn. Đây là Huy đang hướng dẫn anh chị em làm một cái câu chuyện dành cho trẻ em. Và tại sao là chuyện dành cho trẻ em thì hôm qua Huy có chia sẻ rồi, đó là gì ạ? Chuyện dành cho trẻ em ấy thì thứ nhất nó dễ làm, bởi vì sao ạ? Bởi vì trẻ em thì nó không có quá khó khăn khi mà soi những cái phần khác nhau trong câu chuyện, được chưa ạ? Cái thứ hai ấy, là trẻ em mới đọc sách chuyện nhiều, chứ còn người lớn thì đọc truyện tranh ấy, ít hơn. Trẻ em ấy thì mới là cái người mà bỏ tiền ra để mà mua sách nhiều. Thực ra là bố mẹ nó bỏ tiền, nhưng bố mẹ bỏ tiền ra mua sách cho con ấy thì không tiếc, nhưng bố mẹ bỏ tiền mà mua sách, mua truyện tranh cho mình ấy thì lại gì ạ? Thì lại rất tiếc. Đấy, được chưa ạ? Đây ví dụ như là ở đây anh chị em thấy không ạ? Chúng ta liệt kê ra một loạt những cái tác giả, được chưa ạ? Một loạt các tác giả truyện tranh từ 8 12 tuổi này, 28 tuổi này, đúng không ạ? Rồi 7 đến 10 tuổi này. Đấy, 10 đến 14 tuổi này, 12 15 tuổi này. Được chưa ạ? 12 15 tuổi này. Ok không ạ? Rồi. Sau đó thì sao ạ? Sau đó thì chúng ta nói rằng là hãy gợi ý cho tôi 10 tiêu đề truyện dành cho thiếu nhi. Đấy, kể về cuộc phiêu lưu của cậu bé 7 tuổi và chú chó Milo trung thành, được chưa ạ? Hoặc là gì ạ? Hãy gợi ý cho tôi ý tưởng cuốn truyện tranh dành cho trẻ em dưới 10 tuổi kể về cuộc sống ở nông trại đầy tiếng cười, tình bạn và cả cuộc sống. Đấy. Và chúng ta có thể là gì ạ? Đóng vai tác giả cuốn sách Cô bé quàng khăn đỏ viết lại cho tôi câu chuyện về chủ đề cô bé tóc xù Chiba thông minh lém lỉnh dũng cảm chiến đấu với con nhện khổng lồ để chú ghẹ, để cứu chú mèo Miu Miu, được chưa ạ? Thì đây là một trong số những cái câu lệnh để chúng ta có thể gợi ý ra cho họ, cho chat GPT nó đưa cho chúng ta những cái gì ạ, những cái câu chuyện. Thế ở đây nhá,
sau khi mà chúng ta có những cái tác giả này rồi thì chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ làm câu lệnh như sau, đó là gì ạ, hãy đóng vai là tác giả. À, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái tác giả nào đó. Rồi, đây à, tác giả này, được chưa ạ? Hãy đóng vai tác giả này, được chưa ạ? Và hãy gì ạ? Hãy đóng vai tác giả này và hãy cho tôi 10 ý tưởng, 5 thôi, 5 ý tưởng về câu chuyện phiêu lưu của các bạn nhỏ. Đấy, đi vào gì ạ, đi vào một cái thế giới kỳ lạ, được chưa ạ? Câu chuyện viết cho trẻ em từ 8 cho đến 12 tuổi. Đấy. Đó. Ok không ạ? Đấy. Thì mình bảo nó đóng vai một cái tác giả của một cái cuốn truyện nào đó, đóng tác giả truyện tranh nổi tiếng nhá. Đây. 10 tác giả viết truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng này, được chưa ạ? Đó. Và sau đó chúng ta gì ạ? Yêu cầu nó đóng vai là cái tác giả đó. Sau đó là cho mình 5 cái ý tưởng về câu chuyện phiêu lưu các bạn nhỏ đi vào thế giới kỳ lạ. Cái này thì do mình thôi nhé. Cái ý tưởng đầu tiên ấy là mình phải đưa ra. Cho mình cũng chưa biết cái gì đó thì làm sao? Thì nó rất là khó, được không ạ? Không sao, nếu như mà mình không có một ý tưởng gì thì mình hỏi nó sẽ cho mình thôi. Ok không ạ? Rồi, ở đây là 5 ý tưởng về câu chuyện phiêu lưu mà các bạn nhỏ đi vào thế giới kỳ lạ đây. Đấy, ở Magic Tree House, đúng không ạ? Đây là một cái gì ạ? Một cái ngôi nhà trên cây. Tree House là ngôi nhà trên cây. Đấy, và thần kỳ. Jack và Annie là hai anh em trai, à gái. Và một ngày đi chơi trên cây, họ tình cờ phát hiện một căn phòng bí mật trên cây. Khi bước vào căn phòng, Jack và Annie nhận được một cuốn sách ma thuật mang tên The Magic Tree House. Từ đó, họ bước vào cuộc phiêu lưu thú vị qua các cái thế giới kỳ lạ khác nhau bằng cách mở ra những trang sách ma thuật trong cuốn sách đó. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, với một cái cuốn sách ma thuật thôi và mỗi một trang sách nó là một thế giới kỳ lạ khác nhau. Anh chị em thấy không ạ? Có thấy hào hứng thú vị không ạ? Ok không ạ? Rồi, The Lost City. Một nhóm bạn thân cùng nhau thám hiểm một khu rừng rậm để tìm kiếm một thành phố cổ đại đã mất tích từ lâu. Khi họ tìm thấy thành phố, họ đã phát hiện ra rằng thành phố này đang bị tấn công bởi một bộ lạc độc ác. Bạn bè phải chiến đấu chống lại bộ lạc độc ác để bảo vệ thành phố và tìm cách trở về nhà. Đấy, hay không ạ? Rồi, The Time Traveler, tức là một ngày nọ, một cô bé tên là Ellie phát hiện ra một chiếc cổng thời gian bí mật trong căn phòng của mình. Ellie sử dụng cổng để đi qua các thời điểm khác nhau trong lịch sử, từ thời kỳ khủng long cho tới thời kỳ trung cổ. Đấy, Ellie học được nhiều điều mới và đối mặt với những thử thách trong chuyến phiêu lưu của mình. Đấy ạ. Đấy, rồi The Land of Jan, tức là dạ, một nhóm bạn thân tình vô tình bị đưa vào một thế giới kỳ lạ, nơi tất cả mọi thứ đều rất lớn, bao gồm những con kiến và bọ cánh cứng cũng to như con người. Bạn bè phải tìm cách thích nghi và tìm cách trở về thế giới của họ trong khi đối mặt với những thử thách đầy mạo hiểm. Đấy. Hoặc là gì ạ? Hoặc là Enchanted Forest. Một nhóm bạn trẻ tò mò khám phá một khu rừng kỳ lạ và phát hiện ra rằng khu rừng đó được bảo vệ bởi các sinh vật phép thuật. Đúng không ạ? Đấy. Và các vị thần. Đấy. Khi một con quái vật khổng lồ bắt cóc một người bạn của họ, nhóm bạn phải tìm cách đánh bại con quái vật và giải cứu bạn của mình. Trong quá trình tìm kiếm, họ sẽ học được nhiều điều về tình bạn, lòng dũng cảm và sức mạnh của sự đoàn kết. Đó, thì anh chị em thấy không ạ? Chỉ với một vài cái câu lệnh thôi là chúng ta đã có vô cùng nhiều những cái ý tưởng rồi. Và ChatGPT đó là một con AI có thể cho chúng ta vô cùng nhiều ý tưởng khác nhau. Đấy ạ. Không như thế, nó còn giúp chúng ta gì ạ?
viết ra những cái ý tưởng đấy, được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng một cái câu lệnh này, đó là hãy đóng vai, tiếp tục phải đóng vai nhá, hãy đóng vai là tác giả này, được chưa? Đấy, viết cho tôi outline của cuốn truyện tranh với nội dung như như phần 1. Đây, phần 1 như là cái này, mình copy này. Nội dung như bên dưới. Đấy. Chỗ này mình sẽ đưa thêm này, yêu cầu này. Yêu cầu như bên dưới. Yêu cầu này, hãy đây là outline nhá. Rồi, ở dưới một cuốn truyện tranh ngắn. Đấy, mình đóng vào ngoặc vào, dài khoảng 20 trang với nội dung như bên dưới, được chưa? Rồi, thì ngay lập tức nó sẽ là outline cuốn truyện tranh mà tôi Rayma Tejemi có thể đưa ra, được chưa? Đây là outline cuốn truyện tranh mà theo cái phong cách của tác giả là Rayma Tejemi, ok không ạ? Đó, như vậy là gì ạ? ChatGPT nó có một cái năng lực rất là hay. Tuy nhiên chúng ta phải biết cách sử dụng nó. Đó là gì ạ? Cho nó đóng vai. Khi nó đóng vai, nó sẽ nói rất khác, nó sẽ nói rất hay, được chưa? Nhân vật chính Jack 9 tuổi và Annie, đấy, Annie 7 tuổi, được chưa? Tình huống này, chơi trên cây này, cuốn sách ma thuật này, được chưa? Cuộc phiêu lưu đầu tiên này, cuộc phiêu lưu thứ hai này, anh chị em thấy không ạ? Đây là những cái nút thắt, đây là những cái trận đánh, cuộc phiêu lưu đầu tiên, được chưa? Đấy, cuộc phiêu lưu thứ hai. Và chúng ta là gì ạ? Có thể tạo ra vô cùng nhiều cuộc phiêu lưu bằng cách là gì ạ? Bằng cách cho Jack và Annie mở ra mỗi một trang sách thì là một tập, thì là một gì ạ? Một cái chương khác nhau, thành một cái câu chuyện khác nhau. Cứ mỗi lần là Jack và Annie mở ra một cái trang sách thì là gì ạ? Lại có một cái cuộc phiêu lưu mới, ok không ạ? Đấy, cuộc phiêu lưu đầu tiên đã đưa vùng đất rộng lớn, các cánh rừng và sông suối. Ở đó gặp người đàn ông cô độc đang sống trong căn nhà gỗ. Người đàn ông giới thiệu cho họ một số loại cây, cách đọc bản đồ và giúp họ thoát khỏi một cơn bão mạnh. Đó. Cuộc phiêu lưu thứ hai, Jack và Annie quyết định mở trang thứ hai và được đưa đến một thế giới nguy hiểm với những con rồng khổng lồ hoang dã. Đấy. Tìm thấy ngôi nhà cổ, họ đã tìm thấy ngôi nhà cổ và tình cờ gặp nàng công chúa đang bị một tên quái vật bắt cóc. Jack và Annie cùng một con rồng trẻ tuổi phải đánh bại con quái vật và giải cứu công chúa. Đấy. Đấy. Kết thúc sau mỗi cuộc phiêu lưu, Jack và Annie trở về căn nhà của mình nhưng vẫn háo hức để chờ đợi để mở một trang mới trong cuốn sách ma thuật và khám phá thêm những thế giới kỳ lạ khác. Đấy ạ. Cuốn truyện The Magic Tree House sẽ có khoảng 20 trang được thiết kế màu sắc tươi sáng và nét sinh động dành cho trẻ em từ 7 đến 10 tuổi. Cuốn truyện tranh này sẽ giúp trẻ em phát triển tư duy. Đấy chưa? Tư duy sáng tạo, khám phá thế giới xung quanh và học được giá trị của sự đoàn kết và sự táo bạo trong cuộc sống. Các nhân vật sẽ được thiết kế độc đáo với các tính cách riêng, tạo ra sự đa dạng trong cuốn truyện và đưa ra thông điệp tích cực cho trẻ em. Anh chị em thấy hay không ạ? Nhá. Đó, và chúng ta có thể là gì ạ? Đi sâu hơn, tiếp tục đi sâu hơn bằng cách là gì ạ? Chúng ta yêu cầu ChatGPT là gì ạ? Viết từng cái đoạn một, được chưa ạ? Phân cảnh cho cái cuốn truyện này, được chưa ạ? Ví dụ như là chúng ta có thể yêu cầu là gì ạ? Vẫn là tiếp tục hãy đóng vai tác giả này. Bây giờ không phải viết outline nữa, được chưa ạ? Hãy viết cho tôi các cảnh chính cho câu, cho cuốn truyện, cuốn truyện tranh dài 20 trang dựa trên outline trên, được chưa ạ?
viết cho tôi các cảnh chính trên outline trên. Đấy, như vậy là gì ạ? À, nó sẽ viết cho mình các cái cảnh, nó sẽ phân cảnh cho mình luôn. Đấy chứ ạ? Cảnh mở đầu này, chơi trên cây tình cờ phát hiện căn phòng bí mật. Cảnh thứ hai, bước vào căn phòng và tìm thấy cuốn sách ma thuật. Cảnh thứ ba, quyết định mở trang đầu tiên cho cuốn sách và được đưa vào một vùng đất rộng lớn. Các cánh rừng và sông suối, ở đó họ gặp nhau, hợp người đàn ông cô độc đang sống trong căn nhà gỗ. Cảnh thứ tư, người đàn ông giới thiệu cho Jack Annie một số loại cây, cách đọc bản đồ và giúp họ thoát ra khỏi cơn máu bệnh, báo máu mạnh. Cảnh thứ năm, quyết định mở trang thứ hai. Cảnh thứ sáu, tìm thấy ngôi nhà cổ. Cảnh số bảy, tìm thấy con rồng. Đấy, con rồng trẻ, con rồng đấy. Đó, được chưa? Thì đây là một số cảnh cơ bản thôi. Và chúng ta muốn ấy, thì chúng ta sẽ yêu cầu nó gì ạ? Viết chi tiết. Nào, hãy viết chi tiết cho tôi về cảnh gì ạ? Cảnh số 1, được chưa ạ? Đấy. Lưu ý mô tả rõ về bối cảnh câu chuyện và hình dáng của các nhân vật, đồng thời có gì ạ? Lời thoại đấy giữa các nhân vật đối thoại với nhau đấy, như vậy. Cái cây rất to, có nhiều cánh lá tạo ra bóng râm đấy, anh chị em thấy không ạ? Và khi này thì chúng ta sẽ gì ạ? Nó sẽ cho chúng ta được chi tiết được cái gì ạ? Là trang phục của Jack là như nào. Một chiếc áo phông màu đen và quần jean xanh. Annie thì mặc chiếc váy và áo len màu xanh nhạt. Cả hai đều có tóc màu đen dài. Annie có búi tóc cao và Jack có một mái tóc xoăn nhẹ. Trong khi chơi, Jack tình cờ tìm thấy một căn phòng bí mật ở trên cây, giống như một căn phòng tìm thấy trong một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu. Jack liền gọi cho Annie và cả hai cùng nhau leo lên trên căn phòng và bước vào. Jack cảm thấy bất ngờ. Annie, em ơi, đây căn phòng bí mật trên cây. Nhìn xung quanh, tất cả các sách đều có hình dáng kỳ lạ. Annie tò mò. Có phải chúng ta vô tình phát hiện một kho tàng bí mật của người xưa không? Jack nói. Jack vui vẻ. Có vẻ như vậy. Nhìn vào cuốn sách này, nó có tên lạ lùng, The Magic Tree House. Đấy. Sau đó, Jack và Annie tìm thấy một cuốn sách màu xanh lá cây, có trang bìa được khắc hình một căn phòng và tên cuốn sách The Magic Tree House. Khi Jack và Annie mở trang đầu tiên cuốn sách, cả hai đột nhiên bị đưa đến một thế giới hoàn toàn mới và kỳ lạ. Được chưa ạ? Đây là cái cảnh đầu của cái câu chuyện thôi. Cái điều này để làm gì ạ? Chị ba ơi, đóng cửa cho bố. Đúng không ạ? Như vậy anh chị em thấy không ạ? Là chúng ta sử dụng ChatGPT để có thể lên kịch bản cho mình rất là dễ dàng. Chúng ta hoàn toàn không hề có một cái ý tưởng nào, đúng không ạ? Nhưng với những cái câu lệnh của ChatGPT như vừa rồi Huy hướng dẫn anh chị em, thì chúng ta có thể tạo ra vô cùng nhiều các ý tưởng khác nhau, đúng không ạ? Và cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra thêm nhiều những cái gì ạ? Những cái chi tiết. Ở đây thì chúng ta mới chi tiết ở cảnh 1 thôi, đúng không ạ? Và cảnh 2 thì chúng ta tương tự như vậy, đúng chưa ạ? Cảnh số 2 chúng ta tương tự như vậy. Cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra cho mình những cái gì ạ? Những cái đoạn câu chuyện. Rồi, tuy nhiên cái cách dễ hơn nữa, bao nhiêu anh chị em muốn Huy hướng dẫn anh chị em cách dễ hơn nữa để mà có thể bắt đầu viết cho mình cuốn truyện tranh ngay bây giờ. Anh chị em nào muốn học cách dễ hơn không ạ? Cách này đã dễ rồi, có cách nào dễ hơn không? Anh chị em là muốn học cách dễ hơn không ạ? Cách dễ hơn này đặc biệt dành tặng cho những anh chị em nào mà mới và không giỏi trong cái việc mà xây dựng cái kịch bản. Có cách dễ hơn nữa. Để anh chị em chúng ta gì ạ? Sau 2 buổi này phải tạo ra cho mình một cuốn truyện tranh. Ok nhá. Rồi,
Thế thì bao nhiêu anh chị em thấy là vừa rồi với những cái cách sử dụng ChatGPT để mà tạo ra kịch bản như vừa rồi ấy, thì anh chị em thấy là nó đã dễ rồi. Bao nhiêu anh chị em thấy là cách vừa rồi là rất hay thì comment là hay được không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy vừa rồi là sử dụng ChatGPT để tạo ra cái kịch bản như vậy là rất hay thì comment là hay được không ạ? Rồi, ok nha. Thế thì bây giờ còn có cách khác hay hơn, dễ hơn nữa, chỉ dành cho những người nào gì ạ? Một số người mà lười thôi. Và chúng ta sẽ ngay lập tức có thể có một kịch bản cho mình, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cách này không phải là cách mà chúng ta làm lâu dài. Bởi vì sao ạ? Cách dễ nhất khi mà chúng ta bắt đầu vẽ truyện tranh ấy, cách dễ nhất để chúng ta bắt đầu truyện tranh, ví dụ như bản thân Huy chẳng hạn nhé, khi Huy bắt đầu vẽ truyện tranh ấy, thì không phải là Huy tự sử dụng ChatGPT đâu. Lúc bắt đầu Huy vẽ truyện tranh đó là gì ạ? Đó là Huy sử dụng một cái câu chuyện đã có sẵn. À, chúng ta sẽ chuyển thể một câu chuyện bằng chữ chuyển sang gì ạ? Sang truyện tranh. Tôi nói ví dụ như này, anh chị em có thể đọc một cái câu chuyện nào đó dành cho trẻ em bằng chữ, sau đó chúng ta chuyển thể sang truyện tranh. Ví dụ như là câu chuyện là cô bé quàng khăn đỏ chẳng hạn, chúng ta chuyển cái câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ qua truyện tranh, được không ạ? Cái ở đây đó là chúng ta rèn luyện gì ạ? Chúng ta tập luyện được cái cách làm việc và cách làm, được chưa ạ? Và cái kịch bản nó chiếm 50% cái chất lượng của cuốn truyện tranh đó, thì chúng ta đã có sẵn một kịch bản ngon rồi, ok không ạ? Nhá. Và đây là cách để mà chúng ta có thể gì ạ? Tạo ra những cái câu chuyện cho mình với tốc độ rất là nhanh. Ok. Chúng ta có thể chuyển từ 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 truyện nhé, chúng ta chuyển từ phim nhé, thậm chí ấy, chúng ta chuyển từ một cái kịch bản TikTok. Anh chị em tưởng tượng này, chúng ta lên TikTok chúng ta xem có rất nhiều những cái đoạn mà đóng vai đúng không ạ? Ví dụ đóng vai là gì ạ? Chủ tịch giả vờ là nghèo khó, xong đầu là gì ạ? Đi tán cô thư ký hoặc là cô nhân viên kiểu kiểu vậy, đúng không ạ? Thì ở đấy là có vô vàn nhiều cái ý tưởng và nhiều cái kịch bản có sẵn rồi. Việc của mình nó là gì ạ? Copy cái ý tưởng đấy thôi, được chưa ạ? Và đây cũng là cái cách mà dễ khi mà anh chị em chúng ta bắt đầu. Cách dễ bắt đầu đó là gì ạ? Đó là copy những cái ý tưởng của người khác. Thì ở đây thì Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em một cái cách đơn giản, được chưa ạ? Đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ sử dụng một cái ví dụ như là viết sách cho trẻ em đi, được chưa ạ? Thì Huy thường sử dụng cái này, đó là gì ạ? Hạt giống tâm hồn. Truyện ngắn hạt giống tâm hồn. Được chưa ạ? Sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện hay về hạt giống tâm hồn. Anh chị em có thể là gì ạ? Sử dụng câu chuyện này cực kỳ tuyệt vời luôn. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Đây. Ví dụ như là chúng ta lấy cái câu chuyện này, bộ đồ của ba. Lúc nhỏ, bộ đồ ba mặc luôn khiến tôi thấy sượng sùng. Ba luôn ăn mặc giống như mấy vị bác sĩ, luật sư chứ không giống như cách tôi thấy ba vào những cái sáng oi bức khi ba thức dậy sớm để chiên trứng cho tôi và ba mẹ. Được chưa ạ? Và khi mà chúng ta gì ạ? Có cái đoạn này thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ trong đầu đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ làm một cái hình ảnh. Chúng ta sẽ tạo ra cái hình ảnh để phù hợp với cái đoạn này. Được chưa ạ? Phù hợp với đoạn này. Như vậy là gì ạ? Với mỗi cái đoạn này thì chúng ta sẽ có một cái gì ạ? Một cái hình ảnh gọi là minh họa. Hình ảnh minh họa cho cái đoạn này. Được chưa ạ? Giày của ba này. Đấy, được chưa ạ? Cho nên là gì ạ? Là chúng ta sẽ sử dụng cái kịch bản này để chúng ta viết truyện tranh. Ok không ạ? Giai đoạn đầu hãy bắt đầu từ cái việc đơn giản nhất. Sau này chúng ta sẽ sáng tác, chúng ta tưởng tượng, chúng ta tạo ra cái mới sau. Huy hướng dẫn anh chị em cả cách dễ và cách khó hơn. Cả hai cách này đều dễ nhé. Dùng ChatGPT cũng dễ mà dùng cái này thì còn dễ hơn. Được không ạ? Cuối cùng là gì ạ? Là mình tập trung
vẽ ra cái cuốn truyện. Ok không ạ? Nào, một cái cuốn truyện tranh nó chỉ ngắn như này thôi thì anh chị em chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được trong vòng gì ạ? Trong vòng một ngày. Bao nhiêu anh chị em thấy cách này nó còn dễ hơn cách nãy ạ? Chưa xem màn hình ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy cái màn hình của Huy rồi ạ? Có xe từ nãy giờ rồi mà. Rồi, bao nhiêu anh chị em thấy cái cách mà chúng ta copy một cái gì ạ? Một cái câu chuyện như này, sau đó chúng ta chuyển thể sang sang truyện tranh thì nó còn dễ hơn so với cách nãy ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy dễ hơn, comment là dễ hơn được không ạ? Ban đầu ấy là mình mới làm thì mình làm để cho nó quen tay ấy, cho nên là không cần nghĩ nhiều, lấy luôn mấy cái bộ này được không ạ? Nhá. Rồi, anh chị em đã thấy dễ chưa? Dùng cách này anh chị em đã thấy dễ chưa? Và đảm bảo anh chị em đây là những cái cuốn truyện cực kỳ hay luôn. Đây đều là những cuốn truyện cực kỳ hay, cực kỳ nhân văn, cực kỳ ý nghĩa, đọc xong mà mọi người phê luôn. Và Huy nói với anh chị em rồi, nội dung nó chiếm trên 50% chất lượng của cuốn truyện. Mà đây chúng ta lấy nội dung toàn gì ạ? Toàn là những cái nội dung đỉnh cao. Cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm là chất lượng của nó thì không phải nghĩ. Ok không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào một cái bài tập nha. Đó là Huy sẽ để dành cho anh chị em 5 phút. Chỉ có 5 phút thôi, 5 đến 10 phút gì đó. Anh chị em chúng ta phải chọn cho mình một cái kịch bản. Nào, một cái kịch bản để mình chuẩn bị đưa vào trong cái câu chuyện, cuốn truyện tranh của mình. 5 phút có làm được không? Dễ thì mình làm thôi. 5 phút để chúng ta gì ạ? Tạo cho mình, không phải tạo mà chúng ta tìm cho mình một cái kịch bản cho cuốn truyện tranh của mình. Và cách tốt nhất đấy là gì ạ? Cứ làm theo cách của Huy ạ. Có hai cái để anh chị em tìm. Một, đấy là hạt giống và tâm hồn. Được chưa ạ? Đây, 100 chuyện hạt giống tâm hồn. Rồi, ở đây nó không có 100 chuyện, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó sẽ có rất nhiều những câu chuyện ngắn ngắn như này. Việc của chúng ta là chọn cho mình một cái nội dung nào đó mình cảm thấy thích. Thế thôi. Ok không ạ? Đấy. Đây, cái câu chuyện mà lá thư từ thiên đường này là Huy cũng lấy ở đây anh chị em nhé. Đấy, cái cuốn truyện đầu tiên của Huy ấy, là cái lá thư từ thiên đường ấy, là Huy cũng làm đúng như này luôn. Đấy là gì ạ? Là copy ở đây. Đây. Đấy. Câu chuyện lá thư từ thiên đường ấy. Nếu mà anh chị em nào đã xem. Không cần phải đưa vào chat GPT đâu, mình chỉ đơn giản là gì ạ? Là mình copy cái này xong rồi mình tạo ra các cái cảnh thôi. Hoặc là mình chat đưa vào chat GPT để nó tạo cho mình cái cảnh cũng được nhá. Mình đưa vào chat GPT để nó tạo ra cảnh cũng được, nhưng mà cuối cùng thì thực tế là gì ạ? Thực tế thì mình vẫn phải gì ạ? Mình vẫn phải làm thôi. Ở đây nhá, mình sẽ tạo một chat mới này. À gì ạ? Hãy phân cho tôi các cảnh cho cuốn truyện tranh. Đấy, dựa trên cuốn truyện tranh, dựa trên nội dung câu chuyện sau. Thầy ơi, thầy đang xe tab khác rồi ạ. Rồi, ok. Đây, hãy phân cho tôi các cảnh cho cuốn truyện tranh dựa trên câu chuyện sau. Đó, thì chúng ta sẽ copy toàn bộ cái gì ạ? Cái câu chuyện là chúng ta đưa vào đây. Được chưa ạ? Đó. Thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ phân cho mình cảnh luôn. Được không anh chị em? Đấy, anh chị em thấy không ạ?
Nó phân cảnh luôn cho mình, mỗi cảnh này một là một cái gì ạ? Là một cái bức tranh. Được chưa anh chị em, thấy dễ không? Dễ chưa, dễ chưa? Đấy à, anh chị em thấy không ạ? Nó phân cảnh luôn cho mình luôn. Rất là dễ nhá. Ok không ạ? Rồi, bây giờ Huy dành cho anh chị em 5 phút để anh chị em tìm hạt giống tâm hồn hay là chicken soup for soul, tức là gì ạ? Là gì ạ? Là súp gà cho tâm hồn, kiểu kiểu vậy. Được chưa ạ? Rồi, 5 phút bắt đầu.
Chị em nào mà chọn được câu chuyện rồi ấy, thì chúng ta copy phân cảnh luôn trong chat GPT đi. Sau đó là chúng ta sẽ gửi cái câu chuyện ta phân cảnh vào trong nhóm làm chủ. Để anh chị em nhỡ đâu là anh chị em lại trùng chuyện với nhau ấy. Nếu mà trùng rồi ta chọn lại. Tôi nghĩ như thế. OK. OK anh chị em xong chưa ạ? Bao nhiêu anh chị em đã tìm cho mình được một cái kịch bản để mà sẵn sàng để làm chuyện rồi ạ? Anh chị em nào mà đã xong thì comment là xong nhá. Anh chị em nào đã chọn cho mình được kịch bản thì comment là đã xong nhá. Bản quyền hay không bản quyền nó tính sau. Đây là mình tập luyện cho nó quen thôi. Quan trọng nhất là mình làm được nhiều cái, còn cái việc mà bản quyền nó lo gì, chuyện đấy mình để tặng mình để bán đâu mà nó bản quyền. Đúng không ạ? Nên là mình đang tập mà anh chị em. Tất nhiên là với những cái câu chuyện ở trên đó là nó có bản quyền chứ. Nhưng mà chúng ta có thể dựa trên những câu chuyện đó và chúng ta yêu cầu chat GPT nó sáng tác thêm cho mình, hoặc là sáng tác dựa trên câu chuyện đấy là sáng tác cho một câu chuyện khác tương tự như vậy. Rồi, anh chị em thật nhanh để tìm cho mình một cái nội dung, một cuốn truyện để chúng ta chuyển thể nào. Nào, tất cả anh chị em chúng ta hãy comment xuống là chúng ta đã tìm được chưa? Anh chị em nào tìm được rồi thì comment xuống là có rồi, được không ạ? Và sau đây thì Huy sẽ sang cái phần phần số 2. Chúng ta sẽ sang phần số 2. Và Huy mong muốn là tất cả anh chị em chúng ta ấy sẽ cùng làm với Huy. Nó nói dài quá. Thì cái nào mà dài quá thì mình đừng chọn, mình chọn cái ngắn thôi. Được không ạ? Mình đừng chọn dài quá, cái mới cái đầu thì chúng ta đừng chọn cái dài quá. Chúng ta chọn cái ngắn thôi. Tôi muốn một cái. Đi ra ngoài. Được chưa ạ? Rồi, ví dụ bây giờ nhá, là Huy chọn một cái câu chuyện như này nhá. Ok. Đây à. Ví dụ như là Huy chọn câu chuyện bộ đồ của ba nhé. Được chưa? Đấy. Sau mình cũng đưa vào chat GPT nhé. Yêu cầu nó phân cảnh nhé. Hãy phân cảnh cho tôi đấy câu chuyện sau.
câu chuyện sau để trở thành các cảnh trong trong cuốn truyện tranh. Đấy. Có lời dẫn và lời thoại của các nhân vật. Dạ. Đấy, được chưa? Rồi. Và với mỗi cái cảnh này ấy, thì chúng ta có thể yêu cầu nó mô tả kỹ hơn để mà chúng ta đưa vào trong cái phần vẽ tranh, hoặc là chúng ta cũng chẳng cần nó mô tả, chúng ta đưa thẳng vào luôn, chúng ta tưởng tượng ra cái cảnh này chúng ta đưa thẳng vào luôn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách để mà chúng ta sử dụng cái này để chúng ta đưa vào luôn nhá. Hãy phân cảnh cho tôi câu chuyện sau để trở thành các cảnh trong cuốn truyện tranh. Được không ạ? Đây, Huy copy cho anh chị em nhé. Đó, đơn giản thôi mà. Đâu rồi? Đấy, có lời thoại và lời dẫn các nhân vật. Đấy, thế thôi. Nhé. Đến cảnh số 8 rồi, đến lúc viết tiếp nó lại mất cảnh rồi. Rồi giờ. Đến lúc đến viết tiếp thì nó lại mất cái cảnh rồi. Rồi. Ok không ạ? Thì thực ra cái việc mà nó phân cảnh ấy, hay là mình phân cảnh ấy, nó không quan trọng đâu anh chị em ạ. Cái thằng này khi mà nó phân cảnh ấy thì nó sẽ có thể nó cũng sẽ sửa lại một số cái câu từ nhé. Viết luôn câu lệnh trước hay sau nội dung câu chuyện, trước cũng được, sau cũng được, không quan trọng, được nhỉ nhé. Viết trước cũng được, phía sau cũng được, ok không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ hai cũng cực kỳ quan trọng, đó là cái việc mà tạo ra những cái nhân vật và bối cảnh, ok không ạ? Phần kịch bản là Huy tạm dừng ở đây nhé. Được chưa ạ? Và đến phần thứ hai là chúng ta sẽ tạo ra cái gì ạ? Câu chuyện cũng như là cái bối cảnh, cái nhân vật. Ví dụ như này, bây giờ chúng ta có thể sử dụng ChatGPT để yêu cầu nó gì ạ? Nó tạo ra cái nhân vật cho mình, hoặc là chúng ta tự tạo ra nhân vật. Đây Huy nói ví dụ nhé, là mình sử dụng ChatGPT để tạo nhân vật cho mình nha. Đấy gì ạ? Hãy mô tả hình dáng chi tiết của nhân vật chính. Được chưa ạ? Viết bằng các từ khóa tiếng Anh. Đấy. Để đưa vào Chrome đấy của Midjourney. Thực ra nó không hiểu Midjourney là gì đâu anh chị em ạ. ChatGPT nó không hiểu Midjourney rồi gì đâu. Nhưng mà mình cứ đưa vào các cái từ khóa bằng từ khóa tiếng Anh đấy, thể hiện hình ảnh đấy, được chưa? Rồi. Thì nó cũng sẽ mô tả cho mình thôi anh em. Đây này. Cái nhân vật chính này. Đấy ạ. Rồi, mình không hiểu gì mình bảo nó dịch sang tiếng Việt. Nhân vật chính trong câu chuyện không được miêu tả rõ ràng chi tiết, nhưng một số đặc điểm được đề cập qua khắp văn bản dựa trên những chi tiết đó. Đây là một từ khóa có thể sử dụng được để mô tả diện mạo nhân vật.
thân hình nhỏ và gầy, mặc quần áo cũ của cha, bao gồm một chiếc quần jean cũ mềm với dấu dao chip ở đũng quần và chiếc áo vải với thật nhiều móc khóa, gài đủ thứ bút viết, thuốc lá, mắt kính, giúp cha sửa máy lạnh thường phải bò dưới xe hơi, vì vậy anh ta thích mặc quần áo thoải mái dễ di chuyển. Ban đầu cảm thấy xấu hổ với vẻ bề ngoài của cha và mong muốn cha mặc quần áo giống như bác sĩ luật sư, nhưng sau đó anh ta đánh giá cao tính thực tiễn và hy sinh của cha. Ở cuối câu chuyện, anh ta mặc lại quần áo cũ của cha để đến đám tang. Đó là một ký ức về thời thơ ấu và một mối quan hệ của anh ta với cha. Đấy, được chưa? Thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ yêu cầu nó bịa ra, yêu cầu bịa ra, được chưa? Đấy, bịa ra nha. Rồi, hãy ví dụ, hãy ví dụ cho tôi một chàng trai, đúng không ạ? Đấy, một chàng trai có hình dáng phù hợp với nhân vật chính trong câu chuyện, được chưa ạ? Dùng những từ khóa, được chưa ạ? Dùng những từ khóa gợi hình ảnh đấy cách nhau bằng dấu phẩy, gầy gò, mảnh mai, cái nặng, mặc chiếc áo sơ mi xanh với nhiều nút, quần jean rách, giày thể thao đen, áo sơ mi có những nếp gấp và vết bẩn, quần jean rách tại các vị trí khác nhau và giày thể thao đen đã mòn sờn mép, có mái tóc đen dài cắt ngắn đằng sau, đôi mắt nâu sáng. Đấy, được chưa? Đấy, viết bằng tiếng Anh ngắn gọn hơn. Đấy, đấy, được chưa? Rồi, copy cái đoạn này. Đúng rồi, bây giờ phải đợi nó xử lý xong câu lệnh trước thì mới làm câu lệnh sau chứ. Được chưa? Rồi, đây là mình làm cái kiểu này là kiểu gọi là lười nhá anh chị em nhá. Đấy, được chưa? Đưa cái câu lệnh vào này, nhớ này, ở đây là mình truyện tranh ấy, thì mình đưa thêm cái phần này nhá, đưa thêm cái này nhá. Chúng ta có nhiều cái phong cách truyện khác nhau, nó có thể là comic book hoặc là illustration children book, thì Huy thường dùng cái này, illustration children children book. Đấy, style. Đấy, dạ. Character. Đấy, character sheet hoặc character pose. Đấy. Character multiple. Đấy, tức là nhiều cái dáng khác nhau của cái anh này. Ok không ạ? Hoặc là hai two pose thôi. Character to pole, được chưa? Ở chỗ này thì chúng ta cho thêm vào nữa là dạng white background, tức là dạng nền trắng. Rồi chúng ta cho thêm một cái từ nữa, đấy là high detail, được chưa? 4K, ok không ạ? Để khung hình AR, chúng ta để khung hình là 32 nhá. Đây nhá, Huy sẽ copy toàn bộ cái đoạn này nhá, để cho anh chị em, để anh chị em ví dụ nhá, được không ạ? Đấy, anh chị em thao tác luôn đi ạ. Huy đã gửi toàn bộ câu lệnh cho anh chị em này, có mấy cái anh chị em lưu ý này: illustration children book style này, character này, to pose này, được chưa ạ? Đây, cái phần này mình cho thêm vào này. Đấy, và cái đoạn cuối là chúng ta có cái phần là gì ạ? White background này, 4K này, được chưa ạ? Đấy, thì mấy cái này chúng ta cho thêm vào cái đoạn ở mô tả ở giữa ấy, đấy là hoàn toàn là gì ạ? Hoàn toàn ChatGPT nó mô tả cho mình. Đây là lười, được chưa ạ? Rồi, như vậy ở đây anh chị em thấy không ạ? Là nó cho mình một cái nhân vật,
Và cái nhân vật này làm sao ạ? Nó khá là độc đáo đúng chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ thích cái nhân vật nào? Ví dụ cái nhân vật này. Cái nhân vật là cái số 2 này. Được chưa ạ? Cái nhân vật số 2 này này. Cái nhân vật số 2 này này là mình thấy tạm ok này. Được chưa ạ? Thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ yêu cầu nó tạo ra thêm nhiều cái nhân vật này hơn. Được chưa ạ? Ok nhá. Ừ. Rồi. Sao lâu thế nhỉ? Sao cái việc mà gọi là upscale mà lâu thế nhỉ? Không biết là mình đang để chế độ setting này gì đây? U4 này, V4 này, biết ngay mà. Để chế độ V4 này, upscale rất lâu. Chúng ta chuyển sang ví dụ V5 nhé. Quality mình để 2 nhé. À, đợt này nó mới có thằng Lizzy version 5 này. Đấy, mới có Lizzy version 5 này. Mình test cái Lizzy version 5 nhé. Được chưa ạ? Để chế độ remix này. Để style là low này. Được chưa ạ? Đấy, rồi. Bao nhiêu anh chị em đã nắm được tất cả những cái định tiêu chỉnh điều chỉnh ở trong Midjourney ạ? Bao nhiêu anh chị em đã nắm được cái những cái cơ bản ở trong Midjourney để chúng ta hiểu được cái cách chúng ta làm ạ? Nếu mà ai chưa hiểu, chưa biết cách làm ở các cái thao tác cũng như là các cái điều chỉnh ở trong Midjourney thì anh chị em comment là chưa biết được không ạ? Bao nhiêu anh chị em chưa biết ạ? Ok nha. Anh chị em nào mà chưa biết thì chúng ta đã được tặng một cái khóa học về Midjourney rồi. Đúng không ạ? Chúng ta đã được học một cái Midjourney rồi. Bây giờ là việc của chúng ta đó là gì ạ? Là học cái bài cái video ở trong phần ghim thôi nhá. Thì trong phần ghim thì anh chị em sẽ nắm được sơ lược cũng như là cơ bản về Midjourney nhá. Anh chị em nào mà chưa học, chưa biết thì chúng ta có một cái khóa học đấy rồi thì tận dụng chúng ta học. Ngoài ra thì Huy cũng có một số cái khóa học mà về Midjourney thì anh chị em sẽ gọi là tham gia học cùng nhé. Ok. Ở bên trên là ấy rồi, bên dưới lại đấy là sai rồi. Mình copy ở bên dưới nó sai rồi. Cái tham số AR ấy nó phải để cuối. Bây giờ mình để tham số xong mình đặt thêm cái kia nó sẽ bị lỗi. Nhá. Cái câu lệnh của mình ấy, mình bỏ đi cái đoạn cuối nó bị trùng cái đoạn trên ấy. Cái illustration cũng viết sai nhá. Cái bên trên illustration là viết sai nhá. Được chưa ạ? Nhá. Nguyễn Như Mai này. Đó. Thì ở đây là chúng ta có thể sử dụng cái nhân vật này nhá. Chúng ta có thể sử dụng nhân vật này để mà gì ạ? Để mà trở thành cái nhân vật chính của mình. Thì với một cái nhân vật như này thì chúng ta có thể là gì ạ? Make variation này. Mình vẫn make variation này để làm gì ạ? Để tạo ra những cái nhân vật khác tương tự như cái nhân vật này nhé. Tạo ra cái nhân vật khác, tạo ra những cái người khác tương tự như nhân vật này. Được chưa ạ? Đây là thằng version 5 này. Version Lizzy 5 này. Đấy, Lizzy 5 thì anh chị em thấy ạ. Nó tạo ra những cái hình ảnh nó kiểu hoạt hình như này. Cũng ok nhưng mà có vẻ là chưa ổn lắm. Mình cảm thấy chưa ổn lắm. Khi mà make variation ấy thì nó có một cái điểm dở. Có một cái điểm dở khi make variation, đó là gì ạ? Đó là
nó sẽ tạo ra những cái nhân vật nó sẽ khá là giống nhau. Tuy nhiên thì cái biểu cảm nó cũng rất là giống nhau. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta make variation, chúng ta có thể thêm một cái điều kiện nữa. Đấy là gì ạ? Thêm điều kiện nữa đó là cảm xúc. Chúng ta đưa cảm xúc của cái nhân vật vào đây. Được chưa ạ? Đưa cảm xúc của nhân vật vào đây, ví dụ như là smile, smiling, ví dụ đang cười, ví dụ như vậy nhá. Tức là gì ạ? Từ một cái nhân vật, từ một cái hình ảnh mà chúng ta đã gì ạ, đã có này, thì chúng ta sử dụng cái make variation này, được chưa ạ? Nhưng mà chúng ta sửa cái câu lệnh đi một tí, được chưa ạ? Sửa câu lệnh đi một tí để nó tạo ra những cái hình ảnh nhân vật khác. Đấy, nó sẽ tạo ra cái nhân vật đang cười và với cái tư thế dáng đứng thì nó vẫn tương tự như vậy, được chưa ạ? Rồi, chúng ta có thể thử rằng là gì ạ? Đưa vào đây cái gì ạ? Cái tạo dáng của nó, ví dụ như là đang đang chạy chẳng hạn, nó sẽ có một cái gọi là dynamic dynamic pose, tức là cái cảnh mà ấy, dynamic viết sai rồi, dynamic pose đấy, running đó, được chưa ạ? Đây anh chị em thấy nha, thì ở đây ấy, nó tạo ra nhân vật nó cười, nhưng mà có một cái điểm dở như vừa nãy Huy nói ấy. Thầy copy rồi, ok nha, để Huy sẽ copy cho anh chị em nhé, Huy sẽ À, chia thế sẻ. chị hỏi một chút là tùy theo cái nhân vật của câu chuyện thôi. Ví dụ như cái câu chuyện của mình thì khi mà mình mô tả với lại GPT là cái trang phục của nhân vật chính ấy, thì nó lại không giống như thế này. À, tất Cho nên nhiên. là câu câu lệnh của thầy vừa mới post đây thì nó cũng không phù hợp với cái nhân vật của mình ấy. Đúng rồi, thì chị phải dùng cái câu lệnh của chị chứ. Đúng không ạ? Dùng cái câu lệnh của chị chứ, dùng cái nhân vật của chị chứ. Nhá. Tại vì thầy post cái này lên thì thấy là nó không trùng với lại cái mô tả của Tất mình ấy. nhiên là không trùng được rồi, làm sao cái chuyện của em lại trùng với chuyện của chị được. Đúng không Ok. ạ? Không thể trùng được, trùng được thì nói làm gì? Nhưng ở đây đang nói là cái cách làm thôi. Cái cách làm đây là cái cách thứ nhất, được chưa ạ? Rồi, cái cách thứ hai là như này nhá, cái cách thứ hai là như này. Bây giờ là chúng ta sẽ bỏ qua cái thằng chat GPT đi, bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng như này, được chưa ạ? Đầu tiên chúng ta vẫn đưa vào cái này, illustration này, children book style này, được chưa ạ? Rồi character to pose này, được chưa ạ? Rồi bây giờ mình sẽ mô tả mình tự mô tả cái cậu bé này bằng cách gì ạ? Bằng cách sử dụng một cái Google dịch. Huy thì thực ra là Huy dùng cách này nhiều hơn, nói thật với anh chị em là Huy dùng cách này nhiều hơn, chứ còn chat GPT nó ra những cái thứ mà mình chưa hài lòng, mình ngồi mình chỉnh thằng chat GPT thì mình làm mẹ luôn cho nhanh. Thế thì ở đây ấy, mình nói là gì ạ? Đấy, một gì ạ? Cậu bé. Ở đây mình đang muốn nói về một cái cậu bé khoảng độ 10 tuổi. Khoảng mẹ 10 tuổi. Được chưa? Rồi. Tóc quăn. Tóc xoăn. Đấy. Mặc áo sơ mi. Đấy. Sơ mi kẻ caro. Kẻ caro. Màu xanh da trời. Được chưa? Đấy. Quần jean. Đấy, quần jean rách, đầu gối, được chưa ạ? Đấy, quần jean rách, đầu gối, màu đen, được chưa ạ? Chỗ này chúng ta cho thêm cái tóc xoăn màu gì ạ? Màu đen, đấy, mắt gì ạ? Mắt màu gì ạ? Mắt màu nâu, nâu, to, đấy, tròn. Big, to tròn, big round nhiều khi nó bị cấm á, nhưng mà thôi được rồi, cứ thử đi, được chưa ạ?
Đấy, như vậy là chúng ta mô tả cái nhân vật của mình tưởng tượng nhân vật như nào thì mình mô tả như vậy. Đi đôi giày thể thao màu đỏ. Được chưa? Rồi, chúng ta copy cái đoạn này vào đây. Được chưa? Cái đoạn cuối chúng ta thêm cái phần này nữa cho Huy. White background, high detail, 4K, AR23. Đây là cách mà Huy hay dùng nhá. Tức là gì ạ? Mình tưởng tượng ra cái nhân vật của mình, sau đó là gì ạ? Chúng ta dùng Google dịch, sau đó chúng ta điều chỉnh. Bởi vì này, khi mà chúng ta tự làm ấy thì chúng ta điều chỉnh cái nhân vật nó sẽ chi tiết hơn. Còn chúng ta có thể sử dụng ChatGPT để làm gì ạ? Để nó cho mình một cái ý tưởng. Đúng không ạ? Sử dụng ChatGPT để cho mình một cái ý tưởng thôi. Đây, Huy gửi vào trong cái nhóm cho anh chị em cái câu lệnh Huy vừa mới làm nha. Rồi, anh Mỹ Phương không vào được nhóm thì liên hệ với Phạm Hằng hỗ trợ nha. Rồi, anh chị em nhìn này. Khi mà chúng ta mô tả như thế này ấy, thì chúng ta sẽ ra được một cái ảnh ấy, nó sẽ chất hơn rất là nhiều luôn nhá. Rồi, anh chị em nhìn đi. Đấy, ok chưa? Mặc dù là cái áo của nó chưa có đúng lắm. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Tạo ra hệ tạo hình nhân vật này đã ok chưa? Đúng chưa ạ? Vì thấy là khá ok đấy. Đúng chưa ạ? Và đây thì mình có thể là sử dụng cái lớp nhân vật số 1 này. Nhưng mà nhân vật số 1 ở đây thì nó lại là cái áo caro là màu đỏ chứ không phải màu xanh nhé. Màu đỏ không phải màu xanh. Cái đấy thì cũng dễ thôi, không sao. Thì cái này thì mình có thể điều chỉnh lại câu lệnh hoặc là điều chỉnh lại cái gì ạ? Cái nhá, ví dụ mình cho là U1 này. Mình chọn cái U1 này. Mình chọn cái U1 này để nó gì ạ? Nó to lên nhá. Sau đó mình make variation nha. Đấy. Được chưa ạ? Chỗ này là wearing blue pants. Đúng là màu xanh mà. Để chúng ta thử tạo ra một cái variation của thằng này xem như nào nhá. Rồi. Ok, thì dựa trên cái nhân vật này anh chị em nhé, là Huy sẽ save image về. Được chưa ạ? Save về. Sau đó thì Huy sẽ cắt riêng cái nhân vật này ra. Được chưa ạ? Huy sẽ cắt riêng cái nhân vật này ra, Huy sẽ sử dụng là gì ạ? Sử dụng là Canva nhé. Huy sẽ vào Canva này. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cái thiết kế này. Được chưa? Sau đó là mình upload cái hình ảnh của mình lên này. Download này. Đây. Mình upload hình ảnh của mình lên nha. Hơi chậm một tí. Đó. Hình ảnh đâu nhỉ? Đây nha, open này. Ôi giời, nó hơi chậm. Rồi. Chúng ta sẽ đưa hình ảnh vào đây nhá. Được chưa ạ? Xong rồi là chúng ta chọn là gì ạ? Edit photo này.
để làm gì ạ? Chúng ta sẽ crop cái hình ảnh này ra để chọn ra một cái hình ảnh cậu bé này thôi nhé. Rồi phóng to nó ra được chưa ạ? Rồi nhá, tạo ra cái hình ảnh nữa, rồi crop cái hình ảnh này ra. Lấy hình ảnh của bé này thôi. Đấy. Được chưa ạ? Phóng to ra. Rồi. Mình quay lại xem Midjourney nó đã làm xong cho mình các cái bộ khác chưa. Đấy. Ở đây là chúng ta có thêm một cậu bé này nữa này. Thêm cậu này cũng được. Đây. Thêm cái hình ảnh cậu bé này này. Cậu bé này này, cậu bé này này, nó đều là gì ạ? Nó đều khá là dễ thương, khá là đẹp. Đấy ạ? Thì chúng ta có thể chọn thêm cái thằng U2 này. Đấy. Anh chị em nhìn thấy cái khuôn mặt nó thay đổi không ạ? U2. Sao lại không được nhỉ? Không scale được. Rồi, không sao. Mình sẽ save image vào. Sao chậm thế nhỉ? U1, U2, V2. Tự nhiên lại không được nhỉ? V2, U2. Ok. Rồi nhá. Thì ở đây là cái việc này chúng ta làm như này để làm gì ạ? Chúng ta làm như này để chúng ta tạo ra cái hình mẫu của cái nhân vật mà chúng ta mong muốn. Sau đó chúng ta up cái hình ảnh này lên để mà gì ạ? Để tạo ra những cái hình ảnh của cậu bé đó. Đây nha. Mình cũng phóng to ra này. Đó. Được chưa ạ? Edit photo này. Crop này. Được chưa ạ? Đó, thì mình cũng có thể là gì ạ? Xếp lại cậu bé này. Đó. Được chưa? Rồi. Đấy nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ download những cái hình ảnh này xuống. Chúng ta sẽ download những hình ảnh này xuống để làm gì ạ? Để làm mẫu cho những cái ảnh khác. Download này. Được chưa ạ? Sau đó chúng ta mở cái thằng này lên này. Đó, được chưa ạ? Chúng ta cho nó ra đây này. Đó, trong chúng ta chọn ba cái này này. Chúng ta kéo vào, gửi vào trong Midjourney. Đó, nhấn Enter. Sao nhỉ? Nó bị lỗi gì đó. Ok. Bị lỗi gì nhỉ? Không ra luôn. Kỳ vậy. Chậm dã man luôn. Tắt bớt đi thằng khác xem nào. Tắt bớt mấy thằng này xem. Đưa hết cả mấy luôn. Rồi. Thử dùng một cái thằng khác xem nào. Cái này thì cái này không biết là info cái này là bản miễn phí.
Cái bản miễn phí thôi được rồi, cũng dùng tạm được. Ok nha. Thì ở đây nhá, là chúng ta cũng vẫn dùng cái câu lệnh này nhá. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta qua đây. Chúng ta kéo cái hình ảnh này vào. Kéo hình ảnh này vào đây. Nhấn Enter. À, đây được rồi. Rồi, bây giờ là chúng ta gì ạ? Chúng ta tạo câu lệnh này. Kéo cái hình ảnh này xuống này. Bây giờ cách ra một cái này. Kéo hình ảnh này xuống này. Cách ra một cái này. Kéo hình ảnh này xuống này. Cách ra một cái này. Đưa cái câu lệnh này vào này. Nhưng mà thêm cái phần là gì ạ? Thêm cái phần gọi là emotion ở đây. Thì mình đó là gì ạ? Emotion ở đây ví dụ như là dynamic, dynamic pose. Đấy. Ở đây là gì ạ? Là running. Mình lấy ví dụ thôi nhé. Ví dụ. Đấy ạ. Ví dụ running. Được chưa ạ? Đó. Để mà tạo ra các cái nhân vật khác nhau từ cái nhân vật chính. Ôi giời. Cái thằng bản version 5 này nó không cho ấy. Nó không cho cái thằng miễn phí dùng. Khổ thân. Ơi mình lại có thằng khác, thiếu gì? Mình rất nhiều tài khoản. Đấy ạ. Bố đang làm việc, bố đang làm việc. Ôi giời, cái này lại không được. Rồi, mình bỏ cái thằng DG 5 đi nhá. DG 5 nó đang bản mới. Đi ra ngoài bố đang làm việc, không thấy à? Được không ạ? Rồi. Bây giờ cái bản miễn phí này thì nó lại đang quá tải, nó không cho dùng. Quên mất. Rồi, lại quay về cái bản này đi. Mình tắt thử thằng này đi, bật lại xem nào. Anh chị em đợi chút nhé. Tắt đi, bật lại xem nào. Puka ơi, đóng cửa cho bố. Puka. Puka ơi. Đóng cửa cho bố. Rồi. Đưa hết cả máy. Nặng quá mà. Đang khởi động lại. Rồi. Đấy, cái cách làm là chúng ta sử dụng một cái nhân vật mẫu, sau đó là chúng ta đưa lên và chúng ta copy toàn bộ cái phần bên trên, toàn bộ cái phần trên này này, ở trong cái phần chat, anh chị em nhìn phần chat đấy, copy toàn bộ phần trên, chúng ta chỉ chỉnh sửa một chút về cái gọi là cái tư thế rồi là cái cảm xúc của cái cậu bé thôi, được không ạ? Đấy. Verify email. Giờ nó đàng hoàng thế. Discord đợt này à, Midjourney đợt này nó đông quá cho nên là nó yêu cầu phải verify. Đấy. Rồi. Rồi, chạy được rồi anh chị em ạ. Nha. Ok, chạy rồi. Anh chị em đã thực hành theo không ạ? Anh chị em có thực hành theo kịp không ạ? Nhá.
Ở đây là chúng ta tạo ra cái nhân vật của mình nhá. Chúng ta sẽ tạo ra nhân vật của mình, chỉ có thay đổi các cái gì ạ? Các cái từ khóa này, ví dụ như là chỗ này là Huy thêm cái chữ này gì ạ? Là Dynamic Pose. Huy đã hôm nay Huy đã làm rất chậm rồi đấy, Huy làm rất chậm cho anh chị em đấy. Đấy. Được chưa ạ? Ở đây là gì ạ? Là chúng ta chỉ rủ sử dụng thêm một cái từ khóa, đó là Dynamic Pose Running. Đến đoạn các nhân vật thì bị rớt ạ. Là như nào? Anh chị Tức là vẽ xong nhân vật rồi xong mà đến cái đoạn mà như của thầy là các cái hình dáng các thứ thì em lại bị không 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 làm được ạ. chưa theo kịp à? Chưa theo kịp cái đoạn này. À, đến cái đoạn đấy vâng. Cái đoạn Canva có theo kịp không? Canva em vào Canva của em tài khoản nó bị lỗi, nó cứ loading chưa vào được ạ. Ừ. Thế thì Vâng. Em nếu cũng là tài khoản Pro nhưng mà hôm nay chả hiểu sao đâu, cứ loát chắc do mạng nhà em. hôm nay mạng sao hơi yếu, chưa giờ thì thấy mạng yếu như này. Vâng. Cái cách đơn giản như này nhá, cái cách đơn giản nếu như mà mình không đưa vào Canva được nhá. Thì mình làm như này nhá. Không cần phải gì ạ, không cần phải cắt ra luôn, mình đưa luôn cái nhân vật này xuống dưới luôn này. Được chưa ạ? Sau đó mình gì ạ, mình cũng copy toàn bộ cái này này, mình dán bên dưới này này. Thế thôi. Được không? Tức là gì ạ? Vẫn dùng cái nhân vật này. Được chưa ạ? Vẫn dùng cái nhân vật này. Và dùng chính cái ảnh này này. Tức là không cần dùng Canva nhé. Ở đây là Huy dùng Canva thì nó sẽ chuẩn hơn thôi, còn không dùng Canva nhé thì vẫn dùng nhân vật này này, được chưa ạ? Cái hình ảnh nhé, cái hình ảnh mình đã upscale lên này. Mình kéo xuống dưới làm hình mẫu, mỗi thế thôi. Được chưa ạ? Còn lại tất cả mình giữ nguyên hết. Đó. Thì anh chị em thấy này gì ạ? Là ở đây là Huy đã tạo ra được những hình ảnh cậu bé mà đang chạy. Được chưa ạ? Thì anh chị em thấy có một điều này này, là nhân vật này cực kỳ thống nhất luôn. Anh chị em thấy nhân vật này có thống nhất không ạ? Nhân vật này dùng có ok không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy nhân vật này mình dùng là rất là ok rồi. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Các nhân vật đều rất là thống nhất luôn. Được chưa? Và với cái này nó đang chạy. Được chưa ạ? Rồi. Với cái này thì anh chị em thấy không ạ, là nó sẽ tạo ra các cái hình ảnh khác nhau. Thì nó cũng vẫn tạo ra thôi, vẫn tạo ra những cái hình ảnh, những nhân vật thống nhất thôi, được không ạ? Rồi đây anh chị em xem đi ạ, các bộ nhân vật này có dùng được hết không? Đúng không ạ? Bộ nhân vật này gần như là dùng được hết, không bỏ thằng nào hết. Gần như là thằng nào cũng dùng được hết. Đặc biệt là cái bộ số 2 và bộ số 4 này. Đấy, bộ số 1 cũng dùng được luôn này. Được chưa ạ? Bộ này thì nó hơi lệch màu một chút. Nó hơi lệch màu một chút thôi. Nhưng mà cũng không sao, mình lấy là bộ số 1, số 3 và số 1 số 1 này. Đấy. Số 1 này, số 2 này. Đấy, với cả số mấy ạ, với cả số 4 này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là gì ạ? Chỉ với một câu lệnh là chúng ta đã có thể tạo ra được bao nhiêu ạ? Ra được 6 cái hình dáng, 6 cái gì ạ? 6 cái gọi là trạng thái khác nhau của cậu bé. Ok không ạ? Nhá. Và tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái hình dáng khác nữa. Cái thằng này thì có thằng số 4 này được này. Đấy, số 2 cũng được này. Đấy, số 3 cũng được này. Đấy, thậm chí là số 1 cũng được. Đấy. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ copy tất cả những cái này để chúng ta gì ạ? Sau này chúng ta đưa vào trong cuốn truyện của mình. Nhá. Đó. Chuẩn bị nhân vật nó là cái phần rất quan trọng luôn. Được chưa ạ? Cái đoạn này thì chúng ta không lo đâu, cái đoạn này chúng ta xóa đi rất là đơn giản. Ok ạ? Cái đoạn mà nó thừa thừa ra này, chúng ta xóa đi rất đơn giản, không khó nhé. Rồi.
Thế thì chúng ta quay trở lại cái câu chuyện của mình ấy, là chúng ta xem là cậu bé nó có những cái trạng thái cảm xúc nào thì chúng ta đưa vào. Được chưa ạ? Chết cha, mình xóa luôn cái câu chuyện đấy rồi. Chuyện đấy là mình đã vứt đi đâu nhỉ? À, trong chat của BT. Chat của BT nó có. Đây. Đây. Đây nha. Thì với cái câu chuyện này nhá. Thì mình xem này. Sượng sùng này. Đúng chưa ạ? Rồi. Xấu hổ này. Đúng chưa ạ? À, chỗ này nó có cái đoạn mà cậu này ấy, cậu đổi cái áo khác. Đúng chưa ạ? À, bây giờ mình thử cho cậu bé này đổi cái áo thử xem có được không nhá. Ok không ạ? Cho cậu này đổi cái áo nhá. Thì cái áo thì mình sẽ vào đây. Bây giờ mình sẽ không phải mặc cái áo này nữa. Được chưa ạ? Mà mình sẽ cho nó mặc một cái áo khác. Với cái áo ở đây là gì ạ? Với cái áo choàng, áo của ba đấy, một bộ áo về thợ sửa xe. Cái áo, ôi giời. Áo này là áo gì nhỉ? Bộ đồ bạc màu vào garage rửa xe. Rồi. Đấy, như vậy là mình sẽ là gì ạ? Mình sẽ đưa vào là gì ạ? À, mặc chiếc áo thợ sửa xe, mặc chiếc áo khoác to rộng quá khổ đấy, cũ đấy, bạc màu, được chưa? Như vậy là Thầy ơi, nhìn thấy màn hình của thầy. chưa nhìn thấy à? Ok. Như vậy là gì ạ? Là mình thử thay cái áo cho cậu bé này nhá. Thử thay cái áo cho cậu bé này xem có làm được không nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta vẫn sử dụng câu lệnh này này. Được chưa ạ? Vẫn sử dụng câu lệnh này nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm cái phần này vào. Wearing a big oversized old face jacket. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta thay cho cái đoạn này. Wearing a blue burst shirt này. Được chưa ạ? Và cái này thì không phải là running nữa, mà đang đứng trước gương. Đứng trước gương là gì ạ? Đứng trước gương. Đấy, standing in front of the mirror. Đấy chưa ạ? Ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn mình. Đấy. Và tự ngắm nhìn mình trong gương. Đấy. Được chưa ạ? Đó. Rồi, thử xem có được không? Ở đây ấy, là anh chị em chúng ta học là học cái cách để mà chúng ta tạo câu lệnh nhé, học cái cách để tạo câu lệnh.
học cái cách để mà mình tạo ra những cái hình dáng khác nhau. Đấy, Huy hướng dẫn anh chị em là gì ạ? Là sử dụng Google Dịch. Đấy là với trường hợp những người mà không biết tiếng Anh giống như Huy. Đấy, tiếng Anh gọi là phọt phẹt, được chưa ạ? Còn anh chị em mà giỏi tiếng Anh rồi thì thôi không cần cái đoạn Google Dịch. Đấy, nhưng mà về cơ bản đó là mình chỉ cần điều chỉnh một chút thôi. Mình điều chỉnh một chút cái câu lệnh của mình. Tất cả những thứ khác giữ nguyên, chỉ điều chỉnh một chút thôi thì nó sẽ giữ cho mình một cái style, một cái phong cách chung, được chưa ạ? Một cái phong cách, một cái style chung. Rồi. Với cái đoạn mà nếu như mà nó chúng ta đưa nhiều hình ảnh vào ấy thì có thể nó sẽ bị stick, nó bị gắn vào cái hình ảnh đó ấy, thì chúng ta tạm thời chúng ta có thể bỏ cái hình ảnh đấy đi. Chúng ta chỉ đưa cái câu lệnh thôi. Chúng ta không bỏ hình ảnh vào nữa. Được chưa? Chúng ta chỉ đưa câu lệnh thôi, chúng ta không bỏ hình ảnh vào nữa thì chúng ta có thể sẽ tạo ra được cái hình ảnh cậu bé. Đó. À, chỗ này thì chúng ta sẽ cho thêm cái màu, cho thêm cái màu của cái áo khoác nữa. Cái áo khoác này thì chúng ta có thể là cho màu gì nhỉ? Màu xanh đi. Đây, đứng soi gương đây nhưng mà nó chưa tạo ra được cái áo khoác. Quá khổ, quá cỡ là chưa tạo ra được. Đấy. Rồi. Vì là sao ạ? Vì mình đưa cái ảnh mẫu vào mà. Mình đưa ảnh mẫu vào cho nên là nó ra được cái hình nó sẽ giống ảnh mẫu. Rồi, mình bỏ cái ảnh mẫu đi. Nếu mà mình muốn thay áo khoác cho nó thì mình bỏ cái ảnh mẫu đi. Được chưa ạ? Rồi. Đấy, thế còn anh cái nhân vật của anh chị em chúng ta ấy, thì họ đang khóc, họ đang cười, họ đang vui, họ đang chán nản, mệt mỏi hay như nào thì nó sẽ là chúng ta sẽ đưa vào cái trạng thái cảm xúc của họ. Ok không ạ? Đấy, ở đây là gì ạ? Là chúng ta đã thay được cái áo khoác cho cậu bé này. Tuy nhiên thì chúng ta phải chọn. Chúng ta phải chọn một cái cảnh nào đấy nó phù hợp. Đây. Ví dụ như là cái cảnh này. Đấy. Đây, ví dụ như cái áo này. Cái áo số 2 này. Đấy. Đứng nhìn ở trong gương này, nhưng mà cái giày không quan trọng, cái giày nó chuyển màu một chút không quan trọng. Đó. Nhưng mà nó chưa thể hiện được là mặc cái áo của người lớn. Cái này là cậu ấy mặc cái áo của bố. Đúng không ạ? Mặc cái áo của bố. Mặc chiếc áo khoác. Mặc chiếc áo khoác của bố, của người lớn. Phải đấy ạ. Thêm cái này vào, vẫn là câu lệnh này nhá, vẫn là câu lệnh này nhá. Đó, thêm cái là wearing an adult coat. Người lớn này chưa chắc nó đã nhận. Wearing a blue adult. Đấy. Của bố thì may ra nó nhận. Chứ còn của người lớn chưa chắc nó nhận. À, nó vẫn nhận. Được chưa ạ? Đấy. Như vậy là gì ạ? Là trong cái buổi ngày hôm nay ấy, là Huy mong muốn là anh chị em chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ tạo ra cho mình được. Thứ nhất, đấy là cái kịch bản, tìm cho mình cái kịch bản. Cái thứ hai, đó là gì ạ? Đó là cái nhân vật thống nhất nhá. Cái thứ ba nữa thì anh chị em chúng ta sẽ cùng làm cái bối cảnh. Được chưa ạ?
cái nhân vật thống nhất thì chúng ta chủ yếu nhân vật chính thôi, nhân vật phụ thì nó lại quá dễ rồi. Nhân vật phụ sẽ xuất hiện ít hơn, cho nên là chúng ta cũng theo cái cách này, chúng ta tạo ra nhân vật phụ, được không ạ? Nhá. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra cái gì ạ? Cái bối cảnh. Thế tạo ra cái bối cảnh thì chúng ta làm như nào ạ? Đúng rồi, quan trọng nhất là hoàn thiện được nhân vật chính. Cho nên là gì ạ? Nhân vật chính mà hoàn thiện được ấy, thì những cái nhân vật phụ nó dễ lắm. Được chưa ạ? Rồi, cái bối cảnh thì chúng ta làm như nào? Chúng ta giữ lại cái này nha anh chị em nha. Giữ lại toàn bộ cái chỗ này nha. Được chưa ạ? Tôi sẽ copy cho anh chị em. Đấy các đoạn này. Được chưa ạ? Cái bối cảnh ở đây chúng ta quay trở lại xem cái bối cảnh của cái câu chuyện này. Đó là gì ạ? Bối cảnh ở một gì ạ? Ở một cái ngôi nhà. Một cái ngôi nhà. Được chưa ạ? Thì mình sẽ đưa vào đây. Chỗ này chưa được, chỗ này chưa ổn lắm. Thay áo là hơi hơi khoai. Rồi, thay áo bảo nó mặc cái áo người lớn là hơi khoai nhá. Thôi được rồi, cái này không quan trọng lắm. Được chưa ạ? Vì là thực tế là trong truyện tranh ấy là các nhân vật thường mặc một bộ đồ từ đầu đến cuối, càng mặc một bộ đồ thì càng dễ càng dễ để mà mình thống nhất, chứ còn nó thay đồ lung tung là cũng mệt lắm. Rồi, cái chỗ này nhá. Đây, Huy sẽ gửi cho anh chị em cái gọi là cái đây, mình giữ lại cái đoạn này nhá. Được chưa ạ? Mình giữ lại cái đoạn mà Isolation Children Book Style này ở trong cái đoạn chat nhá. Hai detail 4K này, AR32 này, cái đoạn này giữ lại này. Bây giờ mình muốn vẽ một cái ngôi nhà đi. Được chưa ạ? Ngôi nhà cậu bé này đi. Thì bắt đầu mình mô tả cái ngôi nhà này. Mình mô tả ngôi nhà này. Được chưa ạ? Cái ngôi nhà này mình mô tả cái ngôi nhà này như nào? Ví dụ mình rồi mình tự làm khó mình như là thiết kế khoai đúng không ạ? Rồi thì mình mô tả cái ngôi nhà này nhá, thì ví dụ như là một phòng ngủ đấy, của trẻ em đấy, của trẻ em của trẻ con 10 tuổi, của một cậu bé, của phòng ngủ của cậu bé 10 tuổi. Đấy chưa? Có kệ sách này. Đấy, có kệ sách này. Kệ sách này, giường ngủ này. Giường ngủ này. Bàn học này. Đấy, các đồ chơi này. Đấy, được chưa? Mình copy cái đoạn này. Mình đưa vào trong cái đoạn ở giữa đây. Được chưa? Rồi, nhấn Enter. Úi à, cái thằng này bây giờ mới xong. Rồi. Đấy ạ. Sau đó thì mình có thể là mô tả thêm một cái ngôi nhà, phía bên ngoài có cái ngôi nhà. Đấy ạ. Đấy là gì ạ? Ngôi nhà cũ, xinh đẹp, được chưa ạ? Mái ngói đỏ, đấy, cửa sổ màu xanh, đấy, nhiều hoa cây, đấy, được chưa? Đấy, trong thị trấn nhỏ. Đấy. Đấy thì mình đưa vào đây. Mình copy câu lệnh này nhá, copy nguyên si câu lệnh này. Được chưa? Rồi, mình vẽ cái ngôi nhà thì mình gì ạ? Mình copy cái ngôi nhà này nhá. Đó, sau đó là chúng ta gì ạ? Xóa cái thằng này đi. Được chưa ạ? Dán cái gì ạ? Cái ngôi nhà này vào, được chưa? Nhấn Enter.
Đó. Thì anh chị em thấy không ạ? Ở đây nó đã gì ạ? Nó đã tạo ra cho mình một hình ảnh, một cái gì ạ? Một cái căn phòng của một cậu bé 10 tuổi. Đó, thì có thể là có nó sẽ có những cái thiết kế khác nhau. Thế thì mình lựa chọn một cái thiết kế nào mình cảm thấy phù hợp. Ví dụ như là cái thiết kế này. Đấy, cái thiết kế này. Cái U4 này có vẻ là phù hợp. Được chưa ạ? Hoặc là U2 này có vẻ là phù hợp. Được chưa ạ? Đây. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy là gì ạ? Nó tạo ra cho mình một cái bối cảnh rất là nhanh. Đúng không ạ? Bình thường để cho các cái người mà họa sĩ họ vẽ ra như này cũng mất rất nhiều công anh chị em ạ. Kể cả là có sẵn những cái vật liệu rồi để mà kéo thả thôi cũng mất rất nhiều công. Trong khi ở đây thì sao ạ? Nó chỉ cần tí là xong. Đúng không ạ? Đấy, mình copy cái này về. Nó sẽ có những cái cảnh là cậu bé ở trong nhà. Đúng không ạ? Đấy. Nhá. Đấy, hoặc là cái căn phòng này. Đấy. Thì chúng ta có thể là gì ạ? Chọn một trong hai. Ok. Được không ạ? Rồi. Ở đây là chúng ta vẽ ra được cái ngôi nhà. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây ấy, là anh chị em thấy là gì ạ? Là nó có sự thống nhất về cái màu sắc cũng như là cái phong cách. Tất cả ở đây nó đều là phong cách là gì ạ? Phong cách là hình minh họa dành cho truyện tranh. Đúng chưa ạ? Và khi mà nó đồng bộ về mặt cái phong cách rồi ấy, thì chúng ta ghép cái cậu bé vào trong cái hình ảnh cái câu chuyện này ấy, thì nó sẽ rất là dễ. Ghép cái cậu bé vào rất là dễ. Đấy, ví dụ ở đây nhá. Ví dụ ở đây là chúng ta có thể là sử dụng hai cái hình ảnh này để mà gì ạ? Để mà sử dụng cho cái câu chuyện, cái bối cảnh là cái ngôi nhà. Ví dụ ở đây là Huy sử dụng cái ngôi nhà số 1 này. Sử dụng cái ngôi nhà số 1 này. Đấy. Làm cái gì ạ? Làm cái bối cảnh cái ngôi nhà của gì ạ? Của cậu bé. Rồi. Nếu mà mình muốn sử dụng cái ngôi nhà này để làm các cái góc khác thì chúng ta dùng cái này. Nó sẽ không ra đúng nguyên si đâu. Nhưng mà chúng ta kéo cái hình ảnh cái ngôi nhà này xuống, được chưa ạ? Đấy. Sau đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta copy toàn bộ cái câu lệnh này xuống bên dưới. Được chưa ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ cho nó là gì ạ? Là một cái góc khác, là cái góc nghiêng nhìn từ trên xuống hoặc nhìn từ dưới lên. Đấy, hoặc là nhìn từ trên xuống chẳng hạn. Nhìn từ trên xuống. Ừ. Góc nhìn từ trên xuống. Top down view. Được chưa? Đấy. Chỗ này mình phẩy một cái mình cho top down view. Như vậy là gì ạ? Nó sẽ dựa trên cái hình ảnh cái ngôi nhà này không giống hoàn toàn nhé. Nhưng mà nó sẽ cho mình một cái góc nhìn khác. Tại sao lại Huy lại làm cái điều này ạ? Bởi vì là Huy sẽ làm để cho là một cái ví dụ cho anh chị em để chúng ta tạo ra những cái bối cảnh khác nhau của cùng một cái ngôi nhà hoặc cùng một cái phòng, đúng không ạ? Mình có thể có những góc nhìn khác nhau ở trong một cái phòng đó. Thì cái nguyên tắc rất đơn giản đó là gì ạ? Là chúng ta sử dụng chính cái hình ảnh đó làm mẫu. Được chưa ạ? Sau đó là chúng ta thay đổi cái góc nhìn thì chúng ta sẽ tạo ra những cái bối cảnh khác nhau. Đấy, để cho chúng ta sẽ có những cái lúc mà đưa vào trong cuốn truyện nó sẽ có những góc nhìn nó đa dạng, được không ạ? Nhá. Chứ còn nếu mà có mỗi một cái góc nhìn thôi thì có thể nó sẽ không không sáng tạo, không đa dạng. Đấy. Rồi. Có thể là sẽ có thêm những cái hình ảnh như là quảng trường, con đường đến trường, rồi là rất nhiều cái thứ tương tự như vậy. Chúng ta chỉ được đơn giản là giữ lại những cái cốt lõi. Đấy, ví dụ như là cái phong cách này. Đấy, ví dụ như là cái phía sau này, thì cái phía sau thì nó không quan trọng lắm, được chưa? Cái chủ yếu là cái phong cách của mình ấy, là mình định viết theo gọi là tranh minh họa sách cho trẻ em. Đấy, thì mình đưa cái đoạn đấy lên đầu thì tất cả các bức tranh nó sẽ rất là thống nhất về cái phong cách. Đấy, như vậy là gì ạ? Nó đang nhìn ở từ top view, đấy chưa ạ? Từ trên nhìn xuống, anh chị em thấy không ạ? Đấy.
Thế thì ở đây ấy, thì với cái căn nhà này ấy, thì mình thấy là gì ạ? Với căn nhà này thì nó sẽ giống giống với cả cả bốn căn nhà này, nó đều giống giống nhá. Nhưng mà cái căn nhà mà có vẻ giống nhất thì nó sẽ có vẻ giống nhất là có vẻ là cái nhà số 3 này. Cái số nhà số 3 này có vẻ là giống nhất. Được chưa ạ? Thì mình chọn cái U3 này. Mình upscale nó lên. Được chưa ạ? Đấy. Thì đây là cách để mà mình tạo ra những cái bối cảnh khác nhau. Được chưa ạ? Đấy, mình tạo ra những cái bối cảnh khác nhau của cùng một cái vật thể, cùng một cái nhân vật, cùng một cái con người. Được chưa ạ? Đấy. Thì đó là cái cách để mà mình gì ạ? Mình tạo ra bối cảnh. Bối cảnh có thể là khu rừng, có thể là sân chơi, có thể là con đường. Ok không ạ? Ví dụ bây giờ mình tạo một con đường ở trong thị trấn nhá. Thì vẫn là dùng cái câu lệnh này nhá. Vẫn dùng câu lệnh này nhá. Được chưa ạ? Rồi. Thì chỗ này mình xóa cái đoạn này đi. Được chưa ạ? Mình lại lên Google, mình dịch nó là gì ạ? Đấy, con đường nhỏ trong thị trấn. Đấy. Nhiều cây hai bên đường. Được chưa ạ? Đấy. Có gì ạ? À, có hoa. Đấy. Có xe, xe đạp. Đấy. À, ô tô nếu mà mình muốn. Được chưa ạ? À, rồi à, có thêm cái gì nữa? À, các cửa hàng. À, có các cửa hàng bán đồ. Cụ thể hơn thì tốt, không thì nó sẽ sáng tạo thêm. Được chưa ạ? Đấy. Đó. Như vậy là gì ạ? Nó sẽ cho mình một cái con đường ở trong thị trấn có nhiều cây, hai bên đường có nhiều hoa, có nhiều xe 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 đạp, có ô tô, có các cái cửa hàng. Đấy ạ. Và ở đây vẫn là cái góc nhìn từ trên xuống, top down view. Và vẫn là cái phong cách là gì ạ? Là vẽ truyện tranh cho trẻ em. Ok không ạ? Nhá. Rồi. Và Huy mong muốn là gì ạ? Là chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một bộ những nhân vật cộng với cả gì ạ? Với cả nhân vật này, cộng với cả bối cảnh này. Được chưa ạ? Bộ nhân vật chính, bộ nhân vật phụ và các cái bối cảnh cộng với cả cái kịch bản. Được chưa ạ? Và ngày mai thì Huy hướng dẫn anh chị em ghép vào để trở thành một cái câu chuyện. Và làm sao trong ngày mai là chúng ta phải xuất bản, phải hoàn thành được cái câu chuyện. Được chưa ạ? Và Huy làm rất là chậm để cho anh chị em có thể làm theo. Tuy nhiên thì để mà chúng ta vẽ ra được tất cả những cái ảnh của các cái nhân vật thì chúng ta cần phải làm thêm. Tức là không phải chỉ là cái buổi hôm nay dừng lại mà chúng ta cần phải làm thêm. Tức là ngày mai hoặc là tối nay, đêm nay gì đó chúng ta sẽ ngồi chúng ta vẽ. Được chưa ạ? Cứ vẽ thật nhiều đi. Được chưa ạ? Vẽ thật nhiều các cái bối cảnh và các cái nhân vật đi. Sau đó thì chúng ta sẽ ghép sau. Được chưa ạ? Đây anh chị em thấy không ạ? Đây là một cái khung cảnh ở trong cái thị trấn nhỏ. Được chưa ạ? Đấy. Có nhà, có cửa hàng, có xe đạp, có ô tô và nhiều cây, nhiều hoa. Được không ạ? Đấy, ví dụ như là mình chọn cái U2 này. Đó. Được chưa? Ở đây là mình chọn cái top top down view, bây giờ mình không chọn top down view nữa. Mình không chọn top down view nữa mà mình chọn cái gì ạ? Mình để bình thường thôi. Bỏ cái top down view này đi. Được chưa ạ? Đấy. Và mình muốn nó gì ạ? Có cái sự thống nhất giống cái ảnh này thì mình kéo cái ảnh này xuống thôi. Ok không ạ? Đó, thì cái cách làm nó đơn giản như vậy thôi nhá. Thì chúng ta sẽ có các cái bối cảnh khác nhau, có các góc nhìn khác nhau. Đó. Và nó có sự thống nhất về phong cách, thống nhất về các cái vật thể, thống nhất về các cái hình dáng. Được không ạ? Rồi, bao nhiêu anh chị em thấy cái việc mà mình hoàn thành cuốn truyện tranh thì
Bây giờ nó không phải khó nữa. Rồi, anh chị em muốn học nâng cao hơn nữa không ạ? Rồi, bây giờ Huy sẽ chỉ cho anh chị em cách mà ghép ghép hình ảnh vào trong cái bối cảnh mà nó gì ạ? Nó vẫn mượt mà, được chưa ạ? Nó vẫn mượt mà nhé. Ví dụ như này, chúng ta sẽ ghép cậu bé vào với cái căn phòng. Ví dụ như này, ghép cậu bé vào căn phòng này. Được chưa? Thì mình sẽ lấy một cái hình ảnh cậu bé. Đây, ví dụ như là mình lấy hình ảnh này nhé. Chúng ta có thể sử dụng lệnh blend. Đấy chưa? Sau đó chúng ta chọn hai cái nhân vật. Đây. Rồi. Chọn cái thứ hai. Đấy là cái ngôi nhà. Bedroom. Được chưa ạ? Rồi, nhấn enter. Chúng ta có thể là gì ạ? Có thể đưa thêm cái mô tả. Đấy, nhưng mà ở đây là chúng ta gọi là thử nghiệm thôi nhá. Ok không ạ? Cái cách thứ hai đó là chúng ta cũng đưa cái hình ảnh cậu bé vào. Được chưa ạ? Rồi. Cũng đưa cái ngôi nhà vào. Được chưa ạ? Sau chúng ta đưa thêm cái mô tả nữa, đấy là đấy, cậu bé đang ngồi trên giường. Trên giường chơi đọc sách. Được chưa ạ? Rồi. Cái hình ảnh cậu bé đâu? Đây nha. Chúng ta copy cái đoạn này này. Được chưa ạ? Dán vào đây. Rồi. Thêm cái này nữa. Sitting on the bed reading book. Cái này bỏ đi này. Được chưa? Rồi. Như vậy là gì ạ? Mình copy thêm cái sitting on the bed reading book này. Được chưa? Vào trong cái câu lệnh của mình. Ok không ạ? Rồi. Nào. Và chúng ta đưa hình ảnh cậu bé và đưa hình ảnh cái căn phòng của mình vào. Đây. Đây là gì ạ? Đây là hình ảnh cậu bé ở trong căn phòng. Nào, anh chị em thấy không ạ? Cậu bé đứng trong căn phòng. Còn cậu bé làm cái gì trong căn phòng đấy thì mình lại gì ạ? Mình lại đưa chi tiết thêm nhá. Anh chị em thấy không ạ? Đây là cách để mình đưa cái nhân vật vào trong cái căn phòng. Ok không ạ? Và nó khớp luôn. Khớp luôn nhá. Đây là cái lệnh blend. Lệnh blend tức là gì ạ? Anh chị em thấy có mỗi một cái hình ảnh cậu bé và hình ảnh căn phòng là chúng ta đưa vào thì nó gì ạ? Nó khớp luôn. Được không ạ? Và chúng ta thấy là gì ạ? Là cái ánh nắng nhá, rồi bóng cậu bé này, nó rất là khớp luôn. Không cần phải dùng Canva nữa. Được không ạ? Khớp chưa? Ok không ạ? Rồi. Rồi. Bây giờ là chúng ta muốn đưa cậu bé vào đây để mà gì ạ? Ngồi trên giường. Cậu bé ngồi trên giường đọc sách. Rồi. Anh chị em thấy vẽ truyện tranh như này có dễ không? Đây. Cậu bé ngồi trên giường đọc sách. Được chưa? Nào, ok chưa? Hình ảnh này là ok không anh chị em? Ngồi trên giường đọc sách như này có ngon chưa? Vẽ thế này thì còn thế nào nữa? Đúng không ạ? Ok không ạ? Nhá. Đưa nhân vật của mình vào trong cái căn phòng bằng cách là gì ạ? Dùng cái nhân vật cộng với căn phòng. Nhưng nhớ này,
chúng ta muốn muốn thống nhất cái căn phòng ấy thì chúng ta đưa thêm cái cả cái căn phòng vào đây nữa nhá. Ví dụ như này nhá, vẫn là câu lệnh này nhá, được chưa? Đấy, thì cái căn phòng ấy mặc dù là chúng ta đã có hình ảnh rồi nhưng chúng ta đưa thêm cái mô tả của cái căn phòng này nữa. Bedroom này, đây bedroom này, đấy, được chưa? Tuy nhiên thì cái mô tả này thì nó chỉ mang tính chất tương đối thôi nhá. Đấy, on the bed này, reading book này, đấy. Được chưa? Thêm cái AR32. Bây giờ vẫn cái này, chúng ta cho cậu bé là gì ạ? Bây giờ là không phải đọc sách nữa, không phải ngồi trên giường đọc sách nữa, mà đang ngồi học đi, đang ngồi học bài đi. Đấy, đang ngồi học bài ở bàn học. Như vậy ạ? Sitting in the desk. Ok không ạ? Rồi. Và đây là cách để mà chúng ta có thể vẽ những cái hình minh họa, nó không giới hạn luôn anh chị em, không giới hạn gì hết. Chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều cái, và mỗi một cái hình ấy, nếu mà chúng ta chưa hài lòng, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra thêm những cái hình khác, chỉ bằng cách là gì ạ? Là vẫn copy nguyên si câu lệnh đó và gì ạ? Và yêu cầu nó làm lại, có mỗi thế thôi. Việc của chúng ta đấy là cái người mà gì ạ? Người giám sát, là cái người soi, là soi xem là gì ạ? Nó có đúng không, soi xem nó có hợp lý hay không. Được chưa ạ? Nhá. Rồi. Copy câu lệnh nhỉ? Ok, có ngay. Đây nha. Study in test. Có gì đâu, mình đừng copy, mình tốt nhất là mình nên gì ạ? Mình nên đấy, đây, ví dụ như là đây nha. Đấy, ví dụ này copy nguyên si cái này cho anh chị em nha. Ví dụ thôi. Đấy. Được chưa? Đây. Đây. Rồi. Đây, anh chị em thấy cái ảnh này ok không? Đấy. Cái này có ok không? Đúng chưa? Cái này cũng được này, cái này thì nó hơi xấu này. Cái này cũng ok này. Đúng không ạ? Đấy, nhưng mà mình thấy cái trên này nó ok hơn này. Đấy, cái trên này ok hơn này. Đấy. Cái này ok hơn này. Đúng không ạ? Đấy, cậu ngồi suy nghĩ. Có những lúc ngồi trong nhà suy nghĩ. Đúng chưa? Nhá. Đấy, như vậy là chúng ta có thể tạo ra những cái bức ảnh thì nó gọi là phê luôn. Được chưa ạ? Mình có thể là cho cậu bé đang nghĩ cái gì đó. Và có một cái điều hay như này này. Đó là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi kịch bản dựa trên những cái bức tranh mà chúng ta có. Cái kịch bản mà chúng ta có ấy, nó chỉ mang tính chất là gì ạ? Là gợi ý thôi. Và việc mà chúng ta vẽ cái hình minh họa ở cái đoạn nào ấy, nó là do mình. Và cái người xem ấy thì họ chỉ quan tâm đến cái việc là à, nó có cái hình minh họa nó liên quan đến cái nội dung. Thế thôi. Chứ còn nó không yêu cầu là nó phải đoạn nào cũng phải có hình minh họa. Được chưa ạ? Ví dụ cái đoạn nào mà khó quá ấy, thì mình làm sao ạ? Mình bỏ qua. Khó quá thì bỏ qua. Được không ạ? Mình minh họa cái khác nó dễ hơn. Ok không ạ? Đấy, ví dụ như cái thằng này là mình hoàn toàn có thể lấy được cái hình số 2 này. Đấy, hình số 2 này. Được chưa ạ? Đó. Cái trên này thì mình có thể lấy cái hình số 3 này. Đó. Được chưa ạ? Đấy, mình xếp nó vào. Xếp nó vào, tạo thành một cái bộ. Đấy, xếp nó vào, tạo thành một cái bộ. Rồi. Ở đây đấy là gì ạ? Là đang học bài. Ở đây là đang gì ạ? Ngồi ở cái bàn để học.
ngồi trên bàn để học thì nó chưa được tốt lắm nhé, nó chưa đúng lắm, ngồi bàn học nhưng mà có vẻ chưa đúng lắm. Cái chỗ này cây chân nó bị sai này. Ở đây cái đoạn này mình có thể lấy cái đoạn này được, được chưa ạ? Đó đấy, hoặc cái thằng này cũng được, chấp nhận được, được chưa ạ? Thằng này cũng chấp nhận được, đúng không ạ? Đấy, về cơ bản nó như thế. Thế còn người ta cũng không soi quá kỹ về cái con gấu, con chó, con mèo xuất hiện ở trong cái câu chuyện, cái hình ảnh đâu anh chị em. Chủ yếu là cái nhân vật chính này, cái nhân vật chính mà nó thống nhất thì anh chị em cứ yên tâm, không phải lo gì hết, đúng không ạ? Nhân vật chính là thống nhất này. Nhưng ở đây là Huy hướng dẫn anh chị em cách làm thôi. Cái cách làm đó là mình ghép nhân vật chính vào trong cái gì ạ? Vào trong cái bối cảnh như thế nào, được chưa ạ? Ví dụ bây giờ mình sẽ ghép cái nhân vật chính vào trong cái phía ngoài của ngôi nhà nhé. Đấy, thì bây giờ mình cũng tương tự đấy. Đấy, hoặc là ví dụ như ở đây là cái con đường, đúng chưa ạ? Anh chị em nhìn này nhé. Mình lấy cái hình ảnh là gì ạ? Là cái con đường nó top view như này, được chưa ạ? Mình dùng thằng này để mình xoay cái góc nhìn, thì anh chị em thấy không? Cái góc nhìn nó gần như là gì ạ? Gần như giống y hệt luôn. Có hai cây anh đào màu hồng này, xong mấy cây xanh xanh này, được chưa ạ? Anh chị em nhìn thấy không ạ? Cái ảnh trên này này, đây nhá, mình open này, cái đoạn dưới này, open này, đây này, mình nhìn cái góc này nhá, với góc này nhá, nó rất là gần giống nhau. Tức là cái style ấy, cái phong cách ấy, thì gần như là mình có thể sử dụng những cái góc này để làm gì ạ? Để là mình đưa vào trong cái cuốn truyện của mình, được chưa ạ? Và nó hầu như nó đều thống nhất cả. Anh chị em đều thấy nó, cái phong cách nó rất là thống nhất, đúng không ạ? Đấy, hoa anh đào này, rồi là gì ạ? Đấy, đường phố này, đấy, xe đạp này. Nó chỉ đơn giản là các góc khác nhau thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái phong cách nó rất là thống nhất. Đó. Thế thì bây giờ mình sẽ gì ạ? Lấy một cái thằng U2 này đi, được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta lại cũng tiếp tục là gì ạ? Copy cái hình ảnh cậu bé. Đấy, hình ảnh cậu bé ở đây nhá. Rồi. Đấy, tương tự như thằng này nhá. Hình ảnh cậu bé là mình lấy copy cái thằng này này, là có sẵn hình ảnh cậu bé rồi này, được chưa ạ? Copy toàn bộ cái đoạn này, được chưa? Copy thêm cái hình ảnh này nữa, kéo nó xuống, được chưa? Copy thêm cái đoạn này nữa, được chưa? Cho vào đây. Được chưa? Và ở đây ấy, thì chúng ta sẽ thay đổi cái hình ảnh cậu bé, không phải là ngồi trên giường đọc sách nữa, mà sẽ là gì ạ? Là đi ở trên đường, đang dắt chó đi trên đường chẳng hạn, được chưa? Đấy, đến đoạn này thì mình gọi cho là cái gì ạ? Dắt chó đi dạo đi, được chưa? Dắt con chó con đáng yêu, đấy, lông xù, đấy, đi dạo, nhìn chưa? Rồi copy cái đoạn này, dán vào đây, được chưa? Ok không ạ? Chỗ này nhá, chúng ta vẫn phải đưa vào cái này, đó là gì ạ? Hai đi theo 4KAR. Rồi như vậy là gì ạ? Là chúng ta vẫn sử dụng thống nhất cái hình ảnh của cậu bé cộng với cả cái hình ảnh đường phố, rồi chúng ta mix vào nó với nhau, được chưa? Thay vì là chúng ta lên Canva chúng ta ghép thì cũng rất tốt, nhưng mà chúng ta ghép bằng cách này ấy, thì nó gì ạ? Nó mix 100% luôn, mix về phong cách, mix về gì ạ? Hình dáng của nhân vật chính, và mix về gì ạ? Về cái bối cảnh, tức là gì ạ? Nó thống nhất
nó thống nhất về về nhân vật chính, về cậu bé và bối cảnh luôn. Tuy nhiên ấy, thì dùng cách này ấy, thì chúng ta không tùy biến một cách gọi là thực sự tốt được. Chúng ta không thể tùy biến một cách thực sự tốt. Cho nên cách tùy biến mà tốt nhất đấy là chúng ta vẫn tách cái nhân vật chính riêng ra, sau đó ghép riêng, thì đấy là cách tốt nhất. Và cách đấy là cách mà những cái người mà họa sĩ vẽ truyện tranh ấy, thì họ hay gì ạ, họ hay sử dụng. Còn cách này thì nó nhanh, nó dễ, nó đẹp, nhưng mà chúng ta tùy biến sẽ rất khó. Sau này ví dụ như vẫn là cái bức tranh này thôi, nhưng mà mình muốn là gì ạ, cậu bé là lại làm một cái động tác gì đấy à, thì nó sẽ là một cái khó không hề dễ nhé. Rồi anh chị em thấy sao ạ, thấy cậu bé dắt chó đi dạo ở cái đường phố này, anh chị em thấy ok không ạ, có được không ạ, có thống nhất không ạ? Cũng được đúng không ạ, cũng được đúng không ạ, đấy cũng ok đúng không, bao nhiêu anh chị em thấy là cũng ok không ạ, nhà đẹp không ạ? Rồi ok nhé. Rồi chúng ta có thể yêu cầu là gì ạ, vẫn là cái này nhá, vẫn là cái này, chúng ta có thể yêu cầu là thay vì là cậu bé dắt chó đi dạo thì mình sẽ nói là gì ạ, cậu bé đang nói chuyện với bạn, đang nói chuyện với bạn đấy, nói chuyện, đang nói chuyện, đang nói chuyện với một cô gái, một người bạn đấy, thì mình lại giới thiệu người bạn này, đấy là gì ạ, cô gái 10 tuổi đúng chưa, tóc bím hai bên, mặc váy hoa đấy, màu màu vàng được chưa ạ, đấy mắt to tròn màu màu xanh được chưa ạ, cô gái dễ thương được chưa ạ, đi giày thể thao màu màu trắng, ok không ạ? Cho thêm cái phần này vào chỗ đoạn con chó ấy, dắt chó đi dạo ấy, đi chưa, mình xóa chỗ đoạn dắt chó đi dạo đi được chưa, mình đưa cái cô gái vào đây ok không ạ? Và đúng ra ấy là mình phải tạo hình cô gái này trước, mình phải tạo hình của cái cô bạn này trước, sau đó là mình thêm cái tạo hình cô bạn nó thêm vào đây luôn, hình cậu bé này, hình cô bé này và hình cái con đường, ok không ạ? Đấy nha, mình tạo luôn hình cô bé luôn nha, Q đây này, đến đây được chưa ạ, tạo hình cái cô bé luôn nha, đấy copy cái đoạn này này được chưa ạ, dán vào phía trước này, copy cái đoạn cuối này được chưa ạ, dán vào phía sau này, nhớ là thêm cái gì ạ, white background nữa, background đó được chưa ạ, vì copy câu lệnh cho anh chị em xem nhá, đấy copy câu lệnh cho anh chị em xem nhá. Được chưa? Copy câu lệnh cho anh chị em này. Đó. Đấy, anh chị em có thể tham khảo thêm cái câu lệnh mà Huy vừa mới dùng. Hãy
Rồi. Đây. Được không anh chị em? Đấy. Đưa cậu bé vào trong cái bức tranh và gì ạ? Và có thêm cô bạn nữa. Nói chuyện với nhau, hai người nói chuyện với nhau. Ok không anh chị em? Đấy, ví dụ như là mô tả về cậu bé đi đến trường chẳng hạn. Đó. Tên tên đó đang nói chuyện thì mình có thể ghép thêm cô bé vào đây, mình có thể ghép thêm cô bé vào đây. Thực ra là cái này ấy, là anh chị em thấy là gì ạ? Nếu như mà mình có nhân vật này rồi ấy, mình dùng Canva mình ghép cái một rồi, rất nhanh luôn đúng không ạ? Mình đã có nhân vật này rồi ấy, thì mình dùng Canva mình ghép thì quá nhanh luôn, ok không ạ? Đấy, nói ví dụ nhé. Ví dụ là Huy sử dụng Canva nhé. Đấy. Sử dụng cái tỷ lệ là 31 31 31 là tỷ lệ 31 là tỷ lệ này. Mình sẽ đổi cái tỷ lệ này nhé. Là 1.300. Ok. Copy and rồi. Bây giờ mình hướng dẫn anh chị em cái việc ghép này. Rất dễ thôi. Được chưa ạ? Đây. Đưa lên này. Upload file này. Được chưa ạ? Đây, con đường đâu? Ồ, chưa xếp con đường. Rồi, bây giờ coi như là ghép vào cái ngôi nhà đi nhá. Đấy, được chưa? Đấy, mình đưa cái ngôi nhà lên đi, được không ạ? Rồi, đấy, cái này nhá, cái người này nhá, thì mình làm gì ạ? Mình remove background đi một phát, thế là nó xong. Điều chỉnh lại một chút. Được chưa ạ? Đấy, sao cho nó cân đối. Đấy, thấy chưa? Anh chị em thấy không ạ? Thế là xong rồi. Được chưa ạ? Rất nhanh. Ok không ạ? Đã đưa cậu bé vào trong phòng rất là nhanh. Ok không ạ? Đấy, hoặc là mình gì ạ? Mình đưa sang bên này. Vẫn là căn phòng này nhá. Duplicate này. Bây giờ mình đưa cái hình này vào. Được chưa ạ? Mình xóa cậu này đi. Cậu này. Remove background. Rồi. Rồi. Đặt đây. Rồi. Anh chị em thấy không ạ? Thấy nhanh không? Đấy. Đấy, cái đoạn này là cậu ấy đi từ từ ngoài vào. Đấy, đi từ ngoài cửa vào. Đấy. Đấy, đoạn này là gì ạ? Là đứng ra ở bàn học làm gì đó. Đúng chưa ạ? Như vậy là chúng ta tạo ra hai cái hình ảnh này, nó gì ạ? Nó rất là khớp. Anh chị em thấy không ạ? Khi mà chúng ta ghép ấy thì nó sẽ khớp 100% luôn. À, vẫn cái phòng này vẫn là cái gì ạ, cái cặp đấy vẫn là cái gì ạ, cái cửa sổ đấy vẫn là cái giường đấy, nhưng mà gì ạ, chúng ta có thể tạo ra các cái góc nhìn của cái cậu bé nó khác nhau, được chưa ạ? Ở đây chúng ta còn có rất nhiều những cái góc, cái hình ảnh cậu bé khác nhau nữa, ok không ạ? Và kể cả là chúng ta muốn cậu bé ngồi trên giường thì mình gì ạ, mình cũng có những cái hình ảnh cậu bé ngồi trên giường đấy, ví dụ như này, cái này nhé, mình cũng duplicate. Được chưa? Xóa thằng này đi. Cho thằng này vào. Được chưa? Xong cũng edit photo. Được chưa? Remove background. Rồi. Nào. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Đây là cậu bé là bước chân vào này. Đấy, cậu bé đang tìm cái gì đó ở bàn học này. Đấy, lấy quyển truyện sách này. Xong ra đây ngồi đọc này. Ok không ạ? Bao nhiêu anh chị em thấy cách làm truyện tranh này thì rất ok ạ.
Ok không anh chị em? Vẫn là cái căn phòng này, đúng không ạ? Không có bóng nắng đúng không ạ? Ok, rất đơn giản. Muốn bóng nắng có bóng nắng. Nhưng mà thực ra là như vậy là mình cũng không cần quá chi tiết như vậy đâu. Cái đấy nó sẽ làm cho mình phức tạp ra. Đấy, muốn bóng nắng thì đơn giản cực. Mình duplicate cái thằng này nha. Được chưa ạ? Đấy. Đúng không ạ? Đấy, xong bắt đầu mình edit photo này. Mình chọn cái adjust này. Đấy. Mình chỉnh cái màu cho nó tối thui đi. Được chưa ạ? Đấy. Được chưa? Đấy, được chưa? Thích có bóng là có bóng ngay. Bây giờ mình dạ flip. Dạ. Có bóng này. Muốn cái này nó nghiêng nha. Được chưa? Đấy. Ok. Nó nghiêng cái bóng này đi nha. Rốt xong rồi xoay nha. Được chưa? Chưa xong. Nhưng mà bố chưa xong. Nhưng mà ngủ con trước. Bố ngủ con trước. Bố ngủ con trước đi. Không thu nhỏ vào được. Chưa xong nhá. Chưa xong mà. Nhưng có sợ lắm. Sợ gì? Có cái mũ ai đỏ cơ. Ai đỏ cơ à? Nào đi ra thì bố đang ấy mà. Có cái mũ ai đỏ. Ai đỏ mà, ai đỏ. Là bố mẹ, hoặc là mẹ, hoặc là bác mẹ, hoặc là cô con. Nhưng bác mẹ đã về. Bố con đang học nhưng mẹ phải trông bố con. Bố là phải trông làm việc luôn. Ngủ nằm đi mà. Thế ai còn ngủ con? Không có ai ngủ với con hết. Đi con. Nào, đi ra. Con phải tập ngủ với bố mẹ. Ôi trời ơi, tôi ngủ với bố mẹ nhé. Cô phải tập ngủ với bố mẹ. Phải tập ngủ với mình chứ. Không. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Có bóng chưa ạ? Tất nhiên bóng nó chỉ là tương đối thôi ạ. Nhưng mà gì ạ? Là ok đúng không ạ? Về mặt là nếu gọi là bóng là như thế là cũng là ok đúng không ạ? Đấy. Nhá. Đấy. Nó chỉ mang tính chất tương đối thôi nhá. Ok không ạ? Rồi. Bao nhiêu anh chị em thấy là làm bóng cũng không khó. Được chưa ạ? Ok chưa? Đúng bóng chưa? Ngon chưa anh chị em? Đấy. Đấy chưa? Đấy cho nên là gì ạ? Với em nói là cái việc mà khi mà chúng ta ghép vào nó sẽ có một số cái kỹ thuật. Và nếu mà chúng ta biết thì nó rất là đơn giản. Không biết thì nó sẽ phức tạp. Nó thế thôi nhá. Còn những cái khác thì nó cũng tương tự như vậy. Đấy, ví dụ như này, cái này thế thôi, mình có thể là tạo ra một cái lớp mới này.
Đó, sau đó chúng ta điều chỉnh này. Đấy, chúng ta vào adjust này. Chúng ta điều chỉnh này. Đấy, cho nó tối đi này. Đấy, được chưa ạ? Nó tối đi. Mình cứ điều chỉnh như sao cho nó tối là được nhé. Còn Huy cũng không không có cái công thức nào mà ấy đâu. Được chưa ạ? Xoay nó ra này. Được chưa ạ? Đấy, xoay nó ra này. Được chưa ạ? Xong nó cho nó mờ đi này. Được chưa ạ? Đấy. Xong rồi cho cái lớp này nó xuống dưới. Cho lớp này lên trên. Lớp này là mình cho vào layer này, mình bring forward này. Được chưa ạ? Thì nó sẽ lên trên. Đấy, còn cái bóng nó sẽ xuống dưới. Đó. Ok chưa anh chị em? Đúng không ạ? Ngon chưa? Bóng đấy. Bóng có bóng. Bóng cái nó còn có thể kéo dài cái bóng cơ. Nhưng mà kéo dài. Kéo dài cái bóng. Con ngủ ai? Con cứ vào phòng rồi con ngủ đi nào. Con Tí ngủ. nữa bố vào với Tí con tí nhé. bố vào nhé. Tí bố vào nhé. Bố xong, bố sắp xong Con rồi. vẫn ngủ Bố mà, xong. mẹ vẫn Con sắp xong ngủ nhé. mở cửa nhé. Con mở Con cửa nhé. ngủ nhé, con Mở nhớ cửa ngủ nhé. nhé. Mẹ chân đi về đấy nhé. Bởi vì là cái nhà nó dài á, à cái đèn cái ánh sáng nó dài á, cho nên là mình cần phải cho cái bóng nó dài ra một tí thì nó khớp hơn. Được chưa ạ? Đấy, ok chưa? Đúng rồi, cái này nếu mà mò nó sẽ rất lâu, nếu mà người không biết ấy thì mò sẽ rất lâu. Nhưng mà ở cơ bản là anh chị em thấy là gì ạ? Là cái cách này nó cũng không khó đâu, đúng không ạ? Không hề khó chút nào. Rồi. Anh chị em nào nãy bảo là không có bóng bây giờ đã thấy ok chưa? À, bạn Lê Phương, bạn là bạn bạn Phương, bạn là Lan Phương thấy ok chưa? Có được không ạ? Mình phải có. Đấy thì ngày mai thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ ngồi lại với nhau để mà chúng ta gọi là chi tiết về cái bức tranh của mình. Ok không ạ? Mình sẽ chi tiết về cái câu chuyện của mình. Như Huy nói ấy, là trong ngày mai muộn nhất là đến ngày hôm sau là chúng ta phải hoàn thành một cái câu chuyện ngắn cũng được, 5 trang, 10 trang thôi cũng được. 20 trang thì càng tốt, được chưa ạ? Nhưng phải ra được kết quả. Phải ra được cái gì ạ? Phải ra được thành quả. Bao nhiêu anh chị em là gì ạ? Là đồng ý Huy là gì ạ? Là chúng ta mà ra được thành quả là chúng ta tự tin hơn rất nhiều. Mà cái đầu tiên là cái khó nhất và cái thứ sau ấy nó sẽ dễ hơn. Được chưa ạ? Và trong ngày mai anh chị em cố gắng là chúng ta bắt đầu tạo ra cái cuốn truyện của mình đi. Đấy. Và tối mai ấy là anh chị em nào khi mà làm ấy, chỉ những người nào làm ấy thì sẽ có những cái chỗ không hiểu, chỗ sai và cần hỏi, thì ngày mai ấy, nó sẽ hướng dẫn và cầm tay chỉ việc cũng như là gì ạ? Sửa những cái lỗi cũng như là những câu hỏi, những cái chỗ mà anh chị em vướng ấy, được không ạ? Để mình tạo ra sản phẩm luôn. Ok không ạ? Nhá. Hôm nay chị không vào được mít nên sẽ phải xem lại từ đầu. Ok, không sao. Thì Huy sẽ có video. Tối nay Huy sẽ xuất video gửi cho anh chị em luôn. Ok không ạ? Bao nhiêu anh chị em muốn xem lại cái video này để mà mình làm theo từng bước? Bao nhiêu anh chị em muốn xem lại cái video này để mình làm theo từng bước? Nó rất là nhanh, rất là dễ. Được chưa ạ? Đấy. Và kể cả anh chị em chúng ta chưa ghép được, không sao. Nhưng mà phải chuẩn bị cho Huy thứ nhất, đấy là gì ạ? Kịch bản. Thứ hai, đấy là các cái lớp nhân vật. Nha. Được không ạ? Các cái lớp nhân vật. Và trong cái quá trình mà mình làm ấy, lúc mà mình ghép cái nội dung vào với cả câu chuyện ấy, thì cái đoạn ghép đấy ấy, là mình cũng phải tùy biến thứ nhất đấy là gì ạ? Là mình có thể thêm vào đó, mình có thể thêm vào đó những cái đoạn, ví dụ như là Huy thường là khi mà ghép bài ấy, là Huy thấy là ở cái chỗ này có cái bức tranh này, bây giờ mình thêm cái gì vào đây? Đấy, tức là bức tranh thì mình có rồi, tức là cái hình dáng mình tạo hình nó có rồi, thì lúc đấy bắt đầu mình nghĩ
bắt đầu mình cho thêm vào. Ví dụ như vừa rồi Huy đưa ra ba cái bức tranh đấy, thì bắt đầu mình nghĩ là à cậu bé này cậu ấy bước chân vào nhà, sau đó cậu nói câu gì đó, sau đó cậu đi tìm cuốn sách, xong cậu ra giường cậu đọc sách, thì lúc đấy là mình thêm vào trong kịch bản. Cái kịch bản gốc nó là không có, nhưng mà vì là mình có cái hình ảnh đó cho nên là mình thêm vào thì tự nhiên câu chuyện nó hấp dẫn hơn, ok không ạ? Cái thứ hai nữa là gì ạ, là trong kịch bản nó có những cái gì ạ, có những cái thứ mà nó khó. Ví dụ như là cậu bé này mặc cái bộ một quần áo của người cha chẳng hạn, thì tất nhiên nhé là Huy có cách để ghép vào, tức là mình dùng Canva mình làm một cái bộ áo, xong rồi mình ghép vào với cậu bé này vẫn được nha. Tuy nhiên nếu mà khó quá thì làm sao ạ, thì mình bỏ qua cái đoạn đấy không sao cả nhé. Cái thứ ba nữa đấy là gì ạ, là cái kịch bản ấy mình có thể là thêm kịch bản, bớt kịch bản, thay đổi kịch bản. Thì cái này thì chúng ta sẽ học vào ngày mai được chưa ạ? Cái này mình sẽ học vào ngày mai và mình sẽ chi tiết để ngày mai mình ghép vào, mình đưa những cái hình ảnh và đưa những cái câu chuyện là làm sao để cho nó logic, nó hấp dẫn mà nó vẫn gì ạ, nó vẫn tạo ra được cái hiệu quả cao nhất, ok không ạ? Rồi cảm ơn anh chị em vì đã theo dõi cái phần chia sẻ của Huy vào buổi tối ngày hôm nay. Chúc anh chị em chúng ta ngủ ngon và chúng ta sẽ có ra được kết quả vào ngày mai. Và sau đó thì chúng ta sẽ gọi là khoe cái kết quả của mình sau khi mà chúng ta đã học cái lớp ngày hôm nay, được không ạ? Huy rất thích khi mà nhìn thấy kết quả của anh chị em. Rồi thế nhá, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhá. Ok, cảm ơn thầy Quang Huy rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì đúng là tập trung gọi là đau mắt luôn đúng không anh chị em? Đó, ngày hôm nay là Phương thấy là thầy Huy dạy rất là chậm đấy, rất chậm luôn anh chị em ạ. Bởi vì là để giúp cho anh chị em trong 2 ngày làm một cuốn truyện tranh cho nên là cực kỳ chậm luôn. Đó, và chậm hơn những cái lớp mà làm chủ Miss Juni đúng không ạ? Đây là chúng ta chuyên về truyện tranh, do vậy là sau 2 ngày chúng ta học thì chúng ta phải biết cơ bản là làm một cuốn truyện tranh, và dĩ nhiên là chúng ta không thể hoàn thành được, nhưng mà chúng ta cũng biết xương xương, tức là làm được cái xương của nó, và chúng ta hoàn thành dần. Và trong quá trình làm chúng ta có những cái vấn đề gì mà chúng ta chưa biết ấy, chúng ta chụp ảnh ở lên nhóm đó để thầy cũng như là ban tổ chức hỗ trợ có thể hỗ trợ chúng ta để hoàn thành. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị như sau, đó là chúng ta sẽ chuẩn bị kịch bản giống như thầy nói đó, và anh chị em xem lại video hoặc là nãy anh chị em học ấy là anh chị em chụp lại các câu lệnh của thầy ấy. Cái câu lệnh mới là cái câu quan trọng. Ngày hôm nay thì thầy dạy với một cái nhân vật của thầy, câu chuyện của thầy, nhưng mà cái câu lệnh thì nó sẽ có một cái công thức đó, cái gì trước cái gì sau hay như thế nào đó thì rất là dễ. Chúng ta lên mạng chúng ta tìm một cái câu chuyện nào đó, sau đó là chúng ta vào ChatGPT Phương thử rồi, nó không giống lắm đâu, nó sẽ có một cái khác khác đi, và chúng ta đọc nó hay là được đó. Và chúng ta vào đấy chúng ta nhờ ChatGPT phân cảnh cho thì chúng ta có kịch bản đúng không ạ? Đấy, và chúng ta sẽ chuẩn bị nhân vật nhá anh chị em. Đêm nay hoặc là ngày mai chúng ta sẽ vào Miss Juni để chúng ta tạo nhân vật cho chúng ta đi đúng không ạ? Tạo nhân vật trước đi, và ngày mai ai có tác phẩm của mình rồi thì thầy Huy sẽ sửa cho, sửa gọi là sửa bài cho chúng ta nhá, được không ạ? Cảm ơn anh chị em rất